chương 4840, Thất Hồ Tán Nhân báo tin một Đám người vương đạo hữu trả giá thê thảm nặng nề, lúc này mới bắt sống một tên ma tộc, siêu hồn đối với kẻ đó, phát hiện bọn hắn đến từ ma giới ma diễm đại lục thiên ma cung, nghe nói là vì tìm kiếm ma ha huyết thạch. Bọn họ thu được tin tức huyết phân giới có thể có ma ha huyết thạch, đại bộ đội đánh tới hang ổ huyết ảnh tộc, đánh bậy đánh bạ đạt được huyền thiên huyết đằng đi. Lâm Thiên Long báo cáo, rất nhiều cao thủ bọn vương mạnh bân đều theo hắn hành động, Lâm Thiên Long cũng không liên tưởng đến vương gia. Cho dù vương gia có ý đồ với huyền thiên huyết đăng, làm sao biết ma tộc khi nào đánh tới hang ổ huyết ảnh tộc. Cho dù Trấn Hải Cung biết huyền thiên huyết đăng tồn tại, cũng là triệu tập rất nhiều tinh nhuệ mới dám hành động, không phải số ít hóa thần hành động, bọn họ căn bản không biết ma tộc sẽ đối phó huyết ảnh tộc, càng không biết thời gian ma tộc đánh vào huyết phân sơn mạch. Hắn tự nhiên sẽ không ngờ được, mà giới thiên ma cung cửu u tiên tử đến từ vương gia, tộc nhân vương gia biết hải đường tồn tại đã ít lại càng ít, Ma giới chỉ có Phương Mục biết Diệp Hải Đường đến từ Vương gia. Nhắc tới Ma tộc, sức chú ý của bọn họ đều đặt ở trên thân Thiên Ma Cung, mà không phải Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường ở trong Đại Chiến biểu hiện thường thường, không bắt mắt, trái lại cổ lân bắt mắt một chút. Một lần này Ma tộc hạ giới nhắc tới nhân tộc cũng sẽ chỉ nhắc tới Trấn Hải Cung, mà sẽ không cụ thể nhắc tới vị Hóa Thần nào đó. Tất cả cái này đều thành lập ở dưới tình huống Vương phẩm châm hy sinh. Nếu hắn bị bắt, đó là một câu chuyện khác, thật xui xẻo. Nếu ma tộc rút quân, bảo vương ra diệt huyết ảnh tộc, chiếm một chút giới diện, tìm kiếm huyền thiên linh mộc. Nếu tìm được một cây huyền thiên linh mộc, có trọng thường. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, Lâm Thiên Long đáp ứng một tiếng, không người lui xuống. Ma giới, ma diễm đại lục, ma mãng sơn mạch. Ma mãng điện, một ông lão áo bảo sám dáng người gầy gò ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Diệp Hải Đường cùng một thanh niên áo đen dáng người cường tráng đứng ở một bên, đang báo cáo. Hư, Người biết rõ người này cướp đi huyền thiên huyết đằng, thế mà bảo ta lưu lại ngăn cản nhân tộc, một mình truy kích người này. Còn để người này chạy mất, Diệp Hải Đường hư lạnh một tiếng, thầm oán, thanh niên áo đen chính là cổ lân, trong lòng hắn buồn bực tới cực điểm. Ai có thể ngờ được, đối phương còn có đồng lõa bố trí trận pháp, phối hợp tác chiến. Muốn nói Diệp Hải Đường cấu kết người ngoài, cái này căn bản không có khả năng, đạt được huyền thiên huyết đằng là một công lớn, Diệp Hải Đường không cần thiết giấu giếm, hơn nữa thủ hạ của Diệp Hải Đường cũng không cảm kích, bọn họ bắt giữ hóa thần huyết ảnh tộc siêu hồn, vậy mới biết huyền thiên huyết đang tồn tại. Nhìn từ bề ngoài, Diệp Hải Đường nghe nói hạ giới có thể có ma ha huyết thạch, chủ động phái phân thân hạ giới tìm kiếm ma ha huyết thạch, cổ lân biết được tin tức cũng phái phân thân hạ giới, lại để kẻ địch chạy trốn. Từ đầu tới đuôi, Diệp Hải Đường đều là một lòng vì việc công, cổ lân có ý tốt lại làm hỏng việc. Thiên sát ma tôn thậm chí hoài nghi cổ lân một mình giấu đi huyền thiên huyết đằng, lợi dụng bảo vật tra xét chưa phát hiện khác thường cổ lân người biết tội không thiên sát ma tôn quát thuộc hạ biết tội xin nam cung tiền bối trách phạt cổ lân quỳ xuống thành thật nói ta có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi làm tốt lấy công chuộc tội nếu lại làm hỏng người biết hậu quả đó thiên sát ma tôn trầm giọng nói cổ lân nào dám từ chối lập tức đáp ứng thuộc hạ cáo lui trước diệp hải đường biết điều lui xuống huyền dương giới huyền linh đại lục thanh liên đảo một tòa trang viên diện tích cực lớn vương thanh sơn cùng vương thanh thành ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh vương mô sơn đang báo cáo tình huống cho bọn họ vương gia đạt được huyền thiên huyết đằng việc này không đến năm người biết tình huống càng ít người biết càng tốt vương phẩm phong đưa huyền thiên huyết đằng về vương gia tự mình giao cho vương mạnh bân cân nhắc đến cơn bão giới diện tồn tại bọn họ chưa mang huyền thiên huyết đằng lên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu huyền thiên huyết đằng bị hủy diệt Vậy thiệt thòi lớn, vương gia không thể thừa nhận tổn thất này. Vương gia hóa thần tử chiến với ma tộc, ngã xuống bảy vị hóa thần, tổn thất không nhỏ. Không có cách nào cả, đối mặt ma tộc hóa thần hậu kỳ mang theo phù triện bậc 6, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải bọn họ có con rối thú bậc 5, tổn thất càng lớn hơn nữa. Bọn họ bắt giữ một tên ma tộc, siêu hồn đối với kẻ đó, nắm giữ một ít tình báo ma tộc, sau đó liền rút khỏi huyết vân giới. Bên ngoài sẽ không hoài nghi vương gia chủ yếu là vương gia không biết ma tộc khi nào tấn công hang ổ huyết ảnh tộc, cho dù biết, cũng không có khả năng chỉ phái ra một tu sĩ hóa thần lẻn vào huyết vân sơn mạch, trừ phi ma tộc mang tất cả kế hoạch nói hết cho vương gia, hơn nữa phối hợp vương gia hóa thần hành động, cái này quả thực hoang đường. Nhìn từ mặt ngoài, vương gia phối hợp tu sĩ Trấn Hải Cung giết vào huyết vân giới, không ngờ ma tộc giành trước một bước, đoạt đi huyền thiên huyết đằng, vương gia không có công lao cũng có khổ lao. Chương 4841, thất hồ tán nhân báo tin hai. Thiên Ma cung sao có khả năng mang toàn bộ kế hoạch nói cho vương gia, còn phối hợp vương gia hành động, làm áo cưới cho người khác. Đừng nói vương gia, Trấn Hải cung cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Mạnh Bân chưa nói cho người khác sự tồn tại của Huyền Thiên huyết đằng. Ngoài ra, Vương Mạnh Bân tự mình hủy diệt một đống điển tịch của gia tộc, lau đi điển tịch gia tộc ghi chép liên quan hải đường trong ngàn năm, không cho phép bất luận kẻ nào tìm đọc biển tịch tương quan. Nếu là để Trấn Hải Cung biết quan hệ của Vương Gia cùng Diệp Hải Đường, nhiều lắm là mắng một trận, Diệp Hải Đường không đại biểu được Vương Gia, hơn nữa ma giới và huyền dương giới không có xung đột chính diện, Trấn Hải Cung cũng không đến mức vì việc này diệt Vương Gia, gia tộc tu tiên nào không có mấy viên con chuột, nhiều lắm coi Diệp Hải Đường trở thành cứt chuột của Vương Gia. Nếu huyết ảnh tộc biết quan hệ của Vương Gia cùng Diệp Hải Đường, tuyệt đối sẽ diệt Vương Gia. Huyết ảnh tộc hao phí hơn vạn năm thời gian cùng lượng lớn nhân lực vật lực, bồi dưỡng Huyền Thiên huyết đằng, kết quả là bị Vương gia đoạt đi, huyết ảnh tộc khẳng định sẽ trả thù. Một lần này hành động cũng đã chứng minh tác dụng to lớn của Diệp Hải Đường, ngày sau hạ giới lại có thứ gì tốt, hoặc là bùng nổ phiền toái gì, Vương gia không tiện ra tay, liền liên hệ Diệp Hải Đường để Diệp Hải Đường phái ma tộc đi làm. Vì thế, Phương Mạnh Bân đề cao cấp bậc an toàn của Diệp Hải Đường, sửa Hải Đường điện thành Ngọc Đường điện. Tộc lão hạ giới cũng không cho phép bước vào Ngọc Đường Điện, chỉ có số ít tộc nhân biết Diệp Hải Đường như bọn Vương Mạnh Bân mới có thể phân hồn hạ giới liên hệ Diệp Hải Đường. Chờ cha mẹ trở về rồi nói sau. Một lần này chẳng những đạt được Huyền Thiên Huyết Đằng, chúng ta lại có thể khống chế thêm mấy giới diện. Vương Thanh Thành cười nói: Sau khi Ma Tộc lui binh, Vương ra phối hợp Trấn Hải Cung đối phó có quy mô giới diện Huyết Ảnh Tộc chiếm lĩnh. Không biết là không có phá giới thạch hay Huyết Ảnh Tộc Huyền Quang Đại Lục tức giận tộc nhân hạ giới vô dụng. Chưa phái người hạ giới trợ giúp, Vương gia đánh hạ giới diện huyết ảnh tộc khống chế chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó chia một chén canh, khống chế thêm mấy giới diện không phải vấn đề. Trấn Hải cung cũng tìm kiếm Huyền Thiên linh mộc, đáng tiếc chưa thể thành công, như vậy, Vương gia đã khống chế 13 hạ vị giới diện. Trải qua trận chiến này, một đám cao thủ cũng được tôi luyện, kinh nghiệm sinh tử đấu phong phú hơn không ít. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, phẩm châm xả thân thành nhân, từ trong hậu nhân của hắn chọn lựa 20 người trọng điểm bồi dưỡng ưu tiên giúp bọn họ tiến vào luyện hư kỳ. Nếu không phải vương phẩm trâm hy sinh, vương gia đạt được huyền thiên huyết đằng, tin tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, đưa tới phiền toái to lớn. mạnh bân tuyên bố với bên ngoài phẩm trâm đã phi thăng huyền dương giới. ngày sau tộc nhân hạ giới phi thăng huyền dương giới, hỏi tình huống phẩm trâm, mô sơn, người nghĩ cái lý do thích hợp qua loa cho xong, để bọn họ cảm thấy phẩm trâm sau khi phi thăng huyền dương giới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thân tử đạo tiêu là được. vương thanh thành dặn dò vương mô sơn gật gật đầu đáp ứng vương mô sơn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam đánh vào một pháp quyết có chút kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì vương thanh thành mở miệng hỏi thất hồ tán nhân tới đây nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mặt lão tổ tông vương mô sơn nhíu mày nói vương trường sinh và uông như yên đi thanh ly hải vực tranh đoạt càn khôn lưu ly thạch rồi không có khả năng hiện thân ta đi tiếp đãi hắn đi nói với ta cũng tương tự mời hắn đến sảnh đón khách Vương Thanh Thành phân phó. Vương Mô Sơn đáp một tiếng, đánh vào một pháp quyết, múa máy một phen. Vương Thanh Thành tới sảnh đón khách, lặng lặng chờ. Một lát sau, thất hồ tán nhân đi vào, sắc mặt hơi tái nhợt, một bộ dáng có thương tích trong người. Giang Đạo Hiếu, cha mẹ đang bế quan tu luyện, có chuyện gì, người nói với ta cũng tương tự. Vương Thanh Thành thành khẩn nói, ta cùng bạn bè đi man hoang chi địa săn giết yêu thú, bất ngờ phát hiện một con vệ nguyên thú bậc bẩy, nhưng bạn bè của ta ngộ hại, một mình ta không diệt được yêu thú này, cố ý tới nói cho vương gia các ngươi, cha ngươi có ân lớn đối với ta. Thất hồ tán nhân chậm rãi nói, bọn họ gặp độc trùng bậc bảy, bạn bè đã thân tử đạo tiêu, thất hồ tán nhân chạy trốn nhanh, tránh thoát một kiếp, bất ngờ phát hiện phệ nguyên thú bậc bảy. Hắn có thương tích trong người, một mình một người không tin tưởng bắt được phệ nguyên thú, liền dứt khoát rời khỏi, thông báo vương gia. Vương gia vẫn luôn tìm kiếm phệ nguyên thú bậc bảy, da của nó là tài liệu chính luyện chế hóa lôi phù, Phệ nguyên thú bậc bảy, vương thanh thành có chút động lòng, thất hồ tán nhân lấy ra một cái ngọc giản màu xanh nhạt, ném cho vương thanh thành, nói: đây là vị trí ta phát hiện phệ nguyên thú, ta không biết sao huyệt của nó ở nơi nào, các ngươi nếu muốn tìm kiếm phệ nguyên thú, phải tốn nhiều tâm tư chút. đa tạ, giang đạo hiếu, không biết người muốn cái gì. vương thanh thành khách khí nói: loại chuyện này xử lý không tốt, nhớ đầu bọn họ chạy tới nơi, chậm chạp tìm không thấy phệ nguyên thú vậy là đi tay không một chuyến, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Chương 4842, thu hoạch ngoài ý muốn. Chờ các ngươi bắt được phế nguyên thú rồi nói sau, nhớ đâu các ngươi đi chậm một bước, bị người ta giết, vậy thì không ổn rồi. Thất Hồ tán nhân thành khẩn nói, suy bụng ta ra bụng người, Vương Trường Sinh chưa vì một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự giết người diệt khẩu, hắn cũng sẽ không công phu sư tử ngoạc. Chờ bọn Vương Thanh Thành tìm được phế nguyên thú, lại bàn bạc bà thù lao, hắn tin được vương ra giang đạo hữu tín nhiệm chúng ta như thế vương thanh thành khẽ cười nói người có tiếng cây có bóng giang mỗ tin được vương ra các ngươi ta sẽ ở phường thị thiên hải một đoạn thời gian đắc thủ lại cho ta biết không đắc thủ thì không cần liên hệ ta để các ngươi đi tay không một chuyến ta cũng xấu hổ nhận thù lao thất hồ tán nhân nói xong lời này xoay người rời khỏi vương thanh sơn đi vào trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ vệ nguyên thú bậc bảy cái này trái lại hiếm thấy thất ca, người lưu thủ thanh liên đảo, ta cùng nhất đao đi một chuyến là được. Vương Thanh Thành chủ động sung phong, phân hồn Vương Mạnh Bân còn chưa trở về, bản thể không có cách nào đi man hoang chi địa. Vương Thanh Sơn thực lực mạnh mẽ, tọa trấn thanh liên đảo tương đối tốt, ở đất liền đấu pháp, Vương Thanh Thành có thể phát huy ưu thế không nhỏ. Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, gọi đoàn đạo hữu theo đi. Ổn thỏa một chút, Vương Thanh Sơn đề nghị, Vương Thanh Thành gật gật đầu, đáp ứng, hắn gọi Vương Nhất Đao, rời khỏi thanh liên đảo, đi thương viên sơn mạch trước, gọi đoàn thông thiên đi cùng, đi man hoang chi địa. Ở sâu trong man hoang chi địa, một mảng rừng trúc màu xanh minh mông vô bờ. Vương thanh thành, vương nhất đao cùng đoàn thông thiên chậm rãi tiến lên, tốc độ không nhanh. Vẻ mặt bọn họ đầy đề phòng, căn cứ bản đồ thất hồ tán nhân cung cấp, bọn họ đã tìm được nơi xảy ra chuyện, lấy nơi xảy ra chuyện làm trung tâm. Phạm vi một tỷ dặm là phạm vi tìm tòi, trước mắt còn chưa tìm được vệ nguyên thú bậc bảy. Những năm qua, có không ít tán tu bán ra tin tức yêu thú cho vương gia, tu sĩ vương gia chạy tới nơi, yêu thú có thể đã bị tu sĩ khác giết chết, hoặc là chạy trốn, tình huống này cũng không hiếm thấy. Man hoang chi địa quá lớn rồi, yêu thú bậc 7 không ít, nói không chừng phệ nguyên thú bị yêu thú bậc 7 khác giết, lại hoặc là bị tu sĩ hợp thể khác giết, cũng có thể đã chạy tới nơi khác. Đoàn Thông Thiên từng tới Man hoang chi địa rất nhiều lần, lúc luyện hư kỳ, hắn từng tới vài lần, tìm kiếm tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Thành và Vương Nhất Đao là lần đầu tiên đến Man Hoang Chi Địa. Lá trúc khô vàng rơi trên mặt đất không ít, dày cả thước. Đoàn Thông Thiên đột nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống, từ trong lá trúc khô vàng tìm được một ít hạt màu vàng nhạt, đặt ở trước mũi khẽ ngửi vài cái, dùng sức bóp nát. "Nhân bá phụ, đây là cái gì?" Vương Thanh Thành tò mò hỏi. "Đây là phân của tầm linh điêu, có chứa một tia mùi dược thảo, vệ nguyên thú khẳng định chưa từng tới nơi này, nếu không khẳng định sẽ phát hiện phân của tầm linh điêu." do đó ăn luôn phân. Đoàn thông thiên phân tích, phệ nguyên thú thích ăn các thứ có linh khí, đặc biệt linh dược linh thảo nhiều năm tuổi, thậm chí sẽ ăn phân yêu thú khác. Ngài có thể xác định là phân của tầm linh điêu. Vương Thanh Thành hơi sửng sốt, nghi hoặc nói. Phân lại không viết tên, đoàn thông thiên làm sao khẳng định là phân tầm linh điêu. Trăm phần trăm xác định, sẽ không sai. Ta quanh năm lấy săn giết yêu thú mà sống, sẽ không nhận lầm. Phân tầm linh điêu ở nơi này, chủ yếu là tuyên bố chủ quyền, chúng ta đổi một chỗ khác đi. Đoàn thông thiên trầm giọng nói, hắn bốn biển là nhà, lấy săn giết yêu thú mà sống, biết rõ tập tính cuộc sống của nhiều loại yêu thú. Vương Thanh Thành không nghi ngờ, đáp ứng, Vương Nhất Đao càng sẽ không có ý kiến gì, thành thật đi theo. Non nửa tháng sau, bọn họ xuất hiện ở trong một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, có thể nhìn thấy lượng lớn cổ thụ che trời, cành lá um tùm, che mất lượng lớn ánh nắng. Bọn họ tới man hoang chi địa đã hơn một năm, còn chưa tìm được phế nguyên thú bậc 7, đụng tới một ít yêu thú bậc 7 hạ phẩm, nhưng đều không phải đối thủ của bọn họ, còn từng phát hiện yêu thú bậc 7 thượng phẩm, nhưng Vương Thanh thành thần thức mạnh mẽ, phát hiện yêu thú này, sớm tránh đi. Đoàn Thông Thiên ngồi xổm xuống, gạt ra lá rụng trên mặt đất, lộ ra một cái dấu chân thú to lớn rõ ràng, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy, có phát hiện gì không? Nhân bá phụ, Vương Thanh Thành khách khí hỏi. Đoàn thông thiên lắc đầu nói, không có, cái này không phải phệ nguyên thú lưu lại, chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, một đợt tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc cất lên, vang vọng thiên địa. Trong lòng đoàn thông thiên cùng vương thanh thành chấn động, sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng. Vương nhất đao mặt không biểu cảm, nhìn không ra mừng hay giận. Đi, đi xem chút, có lẽ là tu sĩ khác đang chém giết yêu thú, có lẽ bọn họ từng đụng tới phệ nguyên thú. Đoàn thông thiên phất phất tay, ba người hướng về ngọn nguồn thanh âm di động một mảnh đất trống, một con báo toàn thân màu xanh đang đấu pháp với một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu đỏ, con báo màu xanh có ba con mắt, mãng xà khổng lồ màu đỏ có hai cái đầu. chương 4843, ngẫu nhiên gặp Trịnh Thu Nguyệt một Trong miệng con báo màu xanh phun ra từng tia xét màu xanh thô to, hai cái đầu của mãng xà khổng lồ màu đỏ phân biệt phun ra một ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu trắng, đi lên nghênh đón. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn, mãng xà khổng lồ màu đỏ hiển nhiên không phải đối thủ, không qua bao lâu liền bại trận. Nhiều tia xét màu bạc cắt qua bầu trời, bổ lên trên thân mãng xà khổng lồ màu đỏ, thân thể to lớn của mãng xà khổng lồ màu đỏ vặn vẹo không ngừng, nhiều cái vảy rơi ra, máu tươi đầm đìa. Tam Nhãn Lôi Báo, Song Thủ Diễm Mãng ra tay giải quyết chúng nó. Đoàn Thông Thiên nói xong lời này, lập tức vung đao bổ về phía Tam Nhãn Lôi Báo cùng Song Thủ Diễm Mãng. Tam Nhãn Lôi Báo và Song Thủ Diễm Mãng đều là bậc 7 hạ phẩm, thực lực không mạnh nhưng trong cơ thể tam nhãn lôi báo có thể có hấp lôi châu bậc bảy bọn họ tự nhiên không thể buông tha yêu thú này vương nhất đao cũng không nhàn rỗi vùng đao hướng về hư không chém một phát một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên một lốc xoáy ánh vàng rực rỡ thổi quét ra hướng thẳng đến tam nhãn lôi báo chân phải vương thanh thành sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt dẫm về phía mặt đất mặt đất khẽ nhoáng lên một cái cùng lúc đó một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu vương thanh thành Tam nhãn lôi báo ý thức được không ổn, đang muốn chạy trốn, mặt đất lại sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, giống như nam châm, hút nó ở tại chỗ. Một đao quang chọc trời màu xanh đánh tới, còn chưa hạ xuống, mặt đất đã nứt toát ra, một vòng xoáy màu vàng ống theo sát sau đó, nơi đi qua, từng cây to che trời bị gãy ngang. Hư ảnh con báo khổng lồ trên đỉnh đầu tam nhãn lôi báo phun ra một đạo lôi quang màu xanh thô to, nghênh đón. Âm âm âm, lôi quang màu xanh bị đao quang chọc trời chém vỡ nát, đao quang chọc trời khí thế như cầu vồng, chém vỡ nát hư ảnh con báo khổng lồ, thân thể tam nhãn lôi báo khẽ run một cái, phát ra tiếng gạo giống thống khổ. Đao quang chọc trời chém lên trên thân tam nhãn lôi báo, truyền ra một tiếng vang trầm, ngoài thân tam nhãn lôi báo có thêm một vết chém mở nhạt. Vòng xoáy màu vàng đánh lên trên thân nó, thân thể tam nhãn lôi báo run lên, ngoài thân có thêm nhiều vết máu khủng bố. Ngoài thân tam nhãn lôi báo trào ra vô số đạo hồ quang màu xanh, muốn thi triển lôi độn thuật chạy trốn, một đạo đao quang màu xanh cùng một đạo đao quang màu vàng dài vạn trượng từ trên trời giáng xuống, cùng nhau chém về phía tam nhãn lôi báo. Tam nhãn lôi báo muốn tránh đi, bất đắc dĩ thân thể nặng tựa ức vạn cân, tứ chi run lên, tựa như cũng không có cách nào đứng vững. Nó vội vàng há mồm phun ra một đạo lôi quang màu xanh thô to, đi lên nghênh đón. Đao quang màu xanh và đao quang màu vàng chém vỡ nát lôi quang màu xanh, lục tục đánh lên trên thân tam nhãn lôi báo. Một tiếng kêu thảm vang lên, tam nhãn lôi báo bị chém thành hai nửa, mặt đất có thêm một vết nứt dài hơn vạn trượng, một con báo nhỏ vừa rời cơ thể, một quầng sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ con báo nhỏ. Không trung chợt hiện ra hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ, giống như sao băng rơi xuống đất đánh về phía ba người bọn Vương Thanh Thành. Quả cầu lửa màu đỏ vừa tới gần bọn họ trăm trượng, vô số mũi tên đất sắc bén phóng lên, xuyên thủng những quả cầu lửa màu đỏ này. Vương Nhất Đao và Đoàn Thông Thiên ra tay lần nữa, song thủ diễm mãng bị trọng lực giam cầm ở tại chỗ, căn bản không chạy được, không qua bao lâu đã bị giết. Vương Nhất Đao bước nhanh đi lên trước, khi lật ra thi thể tam nhãn lôi báo, phát hiện một hạt châu màu xanh, bên trên còn dính tơ máu. Hắn cầm lấy hạt châu màu xanh, vung vài lần ở trên không, chưa xuất hiện bất cứ lôi điện lực nào, cái này nói lên không phải dẫn lôi châu, vậy chính là hấp lôi châu. Hấp lôi châu bậc bảy hạ phẩm, quá tốt rồi, Vương Thanh Thành kích động nói. So với phệ nguyên thú bậc bảy, giá trị hấp lôi châu bậc 7 càng cao hơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh hạ mấy chỗ cứ điểm của tích tộc, cũng chưa đạt được một viên hấp lôi châu bậc 7. Vương Thanh Thành hoàn toàn không ngờ, bọn họ ở nơi này có thể đạt được một viên hấp lôi châu bậc 7, để trận pháp sư bậc 7 bố trí thành hóa lôi đại trận, tộc nhân độ thất cửu lôi kiếp thoải mái hơn nhiều. Hóa lôi đại trận tương đương với một món cửu quang bình, cái này còn là hấp lôi châu bậc 7 hạ phẩm, nếu là hấp lôi châu bậc 7 thượng phẩm, hiệu quả ngăn cản lôi kiếp càng mạnh hơn tu sĩ đại thừa cũng sẽ động lòng. Vương Nhất Đao lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, cất hấp lôi châu đi, thu vào nhẫn chữ vật, thi thể yêu thú cũng thu vào nhẫn chữ vật, trở về giao cho tộc nhân luyện khí. Chúng ta vận khí không tệ, nếu có thể tìm được vệ nguyên thú bậc bảy, vậy càng tốt. Đoàn thông thiên cười nói, bọn họ tiếp tục tra xét, dọc đường đụng tới không ít yêu thú bậc bảy, chưa phát hiện vệ nguyên thú. Hơn nửa năm sau, ba người bọn đoàn thông thiên xuất hiện ở trong một hẻm núi hẹp dài, trên mặt đất phân tán lượng lớn khối đá màu xám trắng, hai bên vách núi vách đá gập ghềnh, có không ít dây leo màu xanh. Chương 4844, ngẫu nhiên gặp Trịnh Thu Nguyệt hai. Có thể Phệ Nguyên Thú chỉ là đi ngang qua, Giang Đạo Hiếu vừa vận động tới Phệ Nguyên Thú, hoặc là Phệ Nguyên Thú bị yêu thú khác giết rồi. Đoàn Thông Thiên đoán, tìm một đoạn thời gian nữa đi, nếu còn tìm không thấy, chúng ta liền trở về đi. Dù sao một chuyến này ra ngoài cũng không thiệt rồi, chúng ta Vương Thanh Thành còn chưa nói xong, một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất khẽ chấn động. Chẳng lẽ lại có yêu thú đang đấu pháp, đi, đi qua nhìn xem, đoàn thông thiên hướng về ngọn nguồn thanh âm chạy đi, Vương Thanh Thành và Vương Nhất Đao vội vàng đuổi theo. Một mảnh đất trống, năm nam một nữ đang đấu pháp, mặt đất gồ ghề, phân tán mấy món thông thiên linh bảo linh quang ảm đạm, chỗ xa có hai thi thể. Trịnh Thu Nguyệt nhíu chặt lông mày lá liễu, một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng lơ lửng ở đỉnh đầu, nở rộ ra một mảng quầng sáng màu vàng bao phủ toàn thân nàng. Một hư ảnh nữ tử màu đỏ lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng, làm phép công kích hai nam tử ngũ quan rất tương tự, đỉnh đầu của hai nam tử đều có một hư ảnh thần lằn thật lớn. Hai tán tu hợp thể kỳ phát hiện hai con kim rực lôi hổ bậc bảy, có thể trong cơ thể có hấp lôi châu bậc bảy, bọn họ không phải đối thủ, thông báo một vị trưởng lão hợp thể của thần binh môn, mời hai vị tu sĩ hợp thể đi, Trịnh Thu Nguyệt đi chung. Trịnh Thu Nguyệt thân là hậu nhân của Trịnh Thiên Hồng, tự nhiên không cần phát sầu vì tài nguyên tu tiên, nàng đã tiến vào hợp thể kỳ, trước mắt là hợp thể sơ kỳ. Bốn người bọn họ liên thủ, thuận lợi tiêu diệt hai con kim rực lôi hổ, tiếc núi là, trong cơ thể chúng nó không có hấp lôi châu bậc bảy, có một viên dẫn lôi châu bậc bảy, cũng không tệ. Ba tu sĩ tích tộc đột nhiên xông ra, đánh bọn họ không kịp trở tay, hai tu sĩ hợp thể bị giết, trịnh thu nguyệt và một người khác đau khổ chống đỡ. Tốc chiến tốc thắng, tiến bọn chúng lên đường, một ông lão áo bảo đỏ bụng phệ phân phó, đỉnh đầu có một hư ảnh thần lằn toàn thân màu đỏ. Lão biến đổi pháp quyết, hư ảnh thần lằn phun ra một đạo hào quang màu đỏ, hướng thẳng đến một thanh niên áo bảo vàng thân hình cao lớn đối diện. Tay phải của thanh niên áo vàng không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng có thương thích trong người. Thanh niên áo bảo vàng bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu tung một cú đấm, sau khi một tiếng xé gió vang lên, một hư ảnh nắm đấm ánh vàng rực rỡ bay ra, đánh tan hào quang màu đỏ một làn sương mù màu đỏ gai mũi thổi quét đến, hư ảnh nắm đấm màu vàng đánh trúng sương mù màu đỏ, giống như bùn rơi vào biển lớn, sương mù màu đỏ và hư ảnh hình người va chạm, bốc lên một làn khói, linh quang của hư ảnh hình người ảm đạm đi. Hào quang màu đỏ lóe lên, một ấn tỷ khổng lồ màu đỏ bỗng dưng nện xuống, thanh niên áo vàng đang muốn làm phép ngăn cản, chợt hự một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu đen, hiển nhiên đã trúng kịch độc, độc tính phát tác rồi. Hắn hét thảm một tiếng, ấn tỷ khổng lồ màu đỏ nện xuống, mặt đất khẽ nhoáng lên. Như vậy, trịnh thu nguyệt lấy một địch ba, nàng căn bản không phải đối thủ. Hư ảnh nữ tử vung đôi tay, mấy ngàn quả cầu lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, nện xuống kẻ địch. Âm âm âm, quả cầu lửa màu đỏ đánh tới bị tu sĩ tích tộc đỡ hết, lửa văng khắp nơi. Nhân cơ hội này, trịnh thu nguyệt hóa thành một đạo độn quang màu đỏ xé gió mà đi, tốc độ rất nhanh. Nàng còn chưa chạy ra bao xa, hư không truyền đến một tiếng xé gió chói tai, một cái đuôi thằn lằn thô to từ trên trời giáng xuống, đập lên hộ thể linh quang của nàng. Một tiếng vang trầm cất lên, trịnh thu nguyệt từ trên cao rơi xuống, không đợi nàng thở một hơi, một ấn tỷ khổng lồ màu đỏ bỗng dưng hiện lên, đón đầu nện xuống, cùng lúc đó, ba món thông thiên linh bảo lóe ra linh quang bắn đến, một bộ dáng muốn dồn nàng vào chỗ chết. Trịnh thu nguyệt lộ vẻ mặt tuyệt vọng, nàng căn bản không phải đối thủ của ba tên tích tộc hợp thể, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, thế mà đụng phải tu sĩ tích tộc vô số hạt cát màu vàng bay vút đến xoay vù vù hóa thành một tấm khiên hào quang màu vàng lập lòe che ở trước người trịnh thu nguyệt hầu như cùng lúc đó một cây trường đao lóe ra hào quang màu xanh bắn nhanh đến đánh bay ấn tỷ khổng lồ màu đỏ ba món thông thiên linh bảo đánh lên tấm khiên màu vàng truyền ra tiếng phành phành trầm đục trịnh thu nguyệt lộ vẻ mặt vui mừng nhìn về phía sau nhìn thấy ba người bọn đoàn thông thiên đi về phía nàng đoàn thông thiên dùng khuôn mặt giả xuất hiện xác suất bị người ta nhận ra rất thấp cho dù người khác nhìn thấy đoàn thông thiên cùng một chỗ với tu sĩ vương gia, vương thanh thành cũng có thể nói là bạn tốt. Trịnh thiên tử, người không sao chứ? Vương thanh thành mở miệng hỏi, ta không sao, vương đạo hiếu, cẩn thận một chút, bọn họ thần thông không nhỏ, đám người lục sư huynh bị tích tộc ám toán, thân tử đạo tiêu rồi. Trịnh thu nguyệt nhắc nhở, giao thủ chính diện, bọn họ không sợ tu sĩ tích tộc, nhưng tu sĩ tích tộc đánh lén, bọn họ vậy mới thua. Đa tạ trịnh tiên tử nhắc nhở, bọn chúng không chạy được đâu. Vương Thanh Thành trầm giọng nói, mặt đầy sát khí, căn cứ tình báo Lam Phúc không cung cấp, lần trước xung đột chủng tộc, chính là tích tộc châm ngòi thổi gió, bằng không dị tộc hải ngoại sẽ không công kích vương gia. chương 4845, thả dây câu dài câu con cá lớn. Ba người bọn ông lão áo bào đỏ nhìn thấy ba người Vương Thanh Thành, bọn họ không nói hai lời, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Bây giờ mới muốn đi, muộn rồi, Vương Thanh Thành hừ lạnh một tiếng, chân phải dẫm lên mặt đất một phát, một vầng sáng màu vàng khuếch tán ra mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ ba người bọn ông lão áo bào đỏ không chịu khống chế rơi về phía mặt đất giống như có một ngọn núi lớn nặng ức vạn cân đè ở trên người sắc mặt ông lão áo bào đỏ trầm xuống giơ tay phải lên một đạo hào quang màu đỏ bắn ra trong lòng vương thanh thành thầm kêu không ổn bấm pháp quyết tấm khiên màu vàng tán loạn hóa thành một màn cát màu vàng thật lớn bao phủ bốn người bọn họ hào quang màu đỏ lóe lên một hạt châu màu đỏ lóe ra hào quang màu đỏ bóng dưng hiện lên, phù văn lấp lóe. Hạt châu màu đỏ nổ tung, một mảng lôi quang màu đỏ thật lớn phóng lên trời, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, khói bụi đầy trời, ba người bọn ông lão áo bảo đỏ nở rộ độn quang, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Không qua bao lâu, ba người bọn Vương Thanh Thành từ trong lôi quang màu đỏ bay ra, lựa chọn một mục tiêu, đuổi theo. Một dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, một đạo hào quang màu xám nhanh chóng lướt qua bầu trời một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên hào quang màu xám dừng lại hiện ra một nam tử áo bảo xám dáng người gầy đôi mắt lõm xuống không gian nổi lên dao động một bàn tay che trời màu vàng bỗng dưng hiện lên vỗ lên hộ thể linh quang của nam tử áo bảo xám nam tử áo bảo xám nhanh chóng rơi về phía mặt đất cũng may có hộ thể linh quang bảo hộ hắn tạm thời không có việc gì mặt đất phạm vi trăm dặm hóa thành cát cuồng phong thổi từng trận một cái hố cát thật lớn hiện ra vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu vàng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía nam tử áo bảo sám. Nam tử áo bảo sám lấy ra một cây cờ phướn màu đen, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, phát ra một cơn lốc xám xịt, bảo vệ hắn, một hư ảnh thần lằn khổng lồ đen xì xuất hiện ở bầu trời. Hư ảnh thần lằn khổng lồ phun ra một làn sương mù màu xám dinh dính, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ màu vàng va chạm vào sương mù màu xám, nhất thời bốc lên một làn khói, trực tiếp hòa tan, tính ăn mòn rất mạnh. Độc tu, thế này cũng hiếm thấy." Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình âm vang lên, vừa dứt lời, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay lên, chợt ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành vừa hiện thân, đôi mắt hư ảnh thần lần khổng lồ đều bắn ra một đạo hào quang màu xám, hướng thẳng đến Vương Thanh Thành. Vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành một bức tường màu vàng dày đặc, che ở trước mặt Vương Thanh Thành, hai đạo hào quang màu xám đánh trúng bức tường màu vàng đánh ra hai cái lỗ lớn, bốc lên từng làn khói, nhưng rất nhanh, lượng lớn hạt cát màu vàng lao tới, bịt lại chỗ hồng. Ngoài thân vương thanh thành nở rộ hào quang màu vàng, vô số hạt cát màu vàng lao về phía hắn, thân thể hắn nhanh chóng phóng to, biến thành một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng, người khổng lồ ngũ quan mơ hồ, sải bước đi về phía nam tử áo bảo sám. Cùng lúc đó, trong hố cát thật lớn chợt hiện ra một rồi lại một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng, chúng nó ngũ quan mơ hồ, ùn ùn di động về phía nam tử áo bảo xám. Nam tử áo bảo xám nhíu mày, bấm pháp quyết, cờ phướn màu đen nở rộ linh quang, phóng ra mấy chục cơn lốc màu xám, đi lên nghênh đón. Âm âm âm, mười mấy người khổng lồ màu vàng bị cơn lốc màu xám say nát, nhưng rất nhanh, vô số hạt cát màu vàng bay lên, một lần nữa hóa thành mười mấy người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng, một lần nữa đi về phía nam tử áo bảo xám. Nam tử áo bảo xám nhíu mày, muốn làm phép thoát đi, nhưng một trọng lực mạnh mẽ gắt gao trói buộc hắn ở trong hố cát. Màu cát màu vàng dày đặc từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, một bộ tư thế muốn đâm hắn thành cái sàng. Sắc mặt nam tử áo bào xám trầm xuống, biến đổi pháp quyết, hư ảnh thần lằn khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một mảng lớn xương mù màu xám gây mũi. Sau khi tiếp xúc đến màu cát màu vàng, màu cát màu vàng bốc lên một làn khói, trực tiếp bị hòa tan, nhưng màu cát màu vàng sinh sôi không thôi, chỉ cần hố cát màu vàng còn, liền có thể ngưng tụ ra Công kích nam tử áo bảo xám. Mặc kệ nam tử áo bảo xám phá hủy người khổng lồ màu vàng bao nhiêu lần, người khổng lồ màu vàng rất nhanh xuất hiện lần nữa, vô cùng vô tận. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt nam tử áo bảo xám tái nhợt đi. Hắn đấu pháp với Trịnh Thu Nguyệt đã tiêu hao không ít pháp lực, còn tiếp tục như vậy, chờ hắn tiêu hao hết pháp lực, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một con dao lòng cắt màu vàng hình thể thật lớn bay vút đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn hư ảnh thần lần khổng lồ phun ra một đạo hào quang màu xám thô to, lướt qua thân thể giao long cát màu vàng, giao long cát màu vàng nổ tung ra, một trận cuồng phong thổi qua, một con giao long cát màu vàng hình thể thật lớn từ đáy hố cát bay ra, một lần nữa lao tới. chương 4846, phiền phức tiềm tàng một Nam tử áo bảo xám nhíu mày, đang muốn làm phép ngăn cản, một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng từ trong hố cát chui ra, xuất hiện ở phía sau hắn. Nam tử áo bảo xám bị dọa nhảy dựng, đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang lên, chính là chấn thần hống. Đầu cầu nam tử áo bào xám trầm xuống, đầu váng mắt hoa, người khổng lồ màu vàng vung hai nắm đấm, đánh chúng hư ảnh thần lằn khổng lồ, đồng thời há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh thần lằn khổng lồ phát ra tiếng rít gào thống khổ, tán loạn biến mất. Pháp tướng bị phá, nam tử áo bào xám phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Hắn bấm pháp quyết, cờ phướn màu đen nở rộ linh quang, trào ra một vòi rồng xám xịt, hướng thẳng đến người khổng lồ màu vàng, đồng thời ngoài thân trào ra một mảng lớn khói độc màu đen gai mũi. Vòi rồng màu đen đánh lên trên thân người khổng lồ màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm. Người khổng lồ màu vàng chạm vào xương mù màu đen, bốc lên một làn khói, hai nắm tay lóe ra hào quang màu vàng xuyên qua xương mù màu đen, đánh về phía nam tử áo bảo xám. Phanh phanh hai tiếng, hộ thể linh quang của nam tử áo bảo xám chặn được nắm tay màu vàng. Lúc này, dao long cắt màu vàng lao tới, đánh lên hộ thể linh quang của nam tử áo bảo xám, truyền ra một tiếng vang trầm, thân thể dao long cắt màu vàng tán loạn, hiện ra một cây trường mâu lóe ra hào quang màu vàng. Trường mâu màu vàng đánh lên hộ thể linh quang của nam tử áo bảo xám, hộ thể linh quang lóe lên một lần, tán loạn biến mất. Khét thảm một tiếng, nam tử áo bảo xám bị mâu cắt màu vàng xuyên thủng thân thể, một con thần lằn nhỏ bay ra khỏi cơ thể, nhanh chóng bành trướng, một quầng hào quang màu đen chói mắt phóng lên trời, trực tiếp tự bảo, không cho Vương Thanh Thành cơ hội bắt sống. Hào quang màu đen tan đi, Vương Thanh Thành đứng ở giữa không trung, trên người mặc một bộ chiến giáp lóe ra hào quang màu vàng, chiến giáp màu vàng hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng, nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Tự bảo, quyết đoán như vậy, Vương Thanh Thành nhíu mày, một tay hướng về hố cắt phía dưới chộp một cái, một cái nhẫn chữ vật màu đen bắn ra, bay về phía hắn. Thần thức của hắn đảo qua, bên trong có không ít đồ vật, linh dược vạn năm đã có hơn 20 cây, trung phẩm thông thiên linh bảo chỉ ba món. Hắn bay về hướng lúc tới đây, không đến thời gian một chén trà, hắn xuất hiện ở một mảnh đất trống, sắc mặt Trịnh Thu Nguyệt khôi phục vài phần hồng hào. Vương Đạo Hiếu, đuổi kịp chưa? Trịnh Thu Nguyệt tò mò hỏi, đuổi kịp rồi, nhưng người này đã tự bảo, không có cách nào siêu hồn. Vương Thanh Thành giải thích, đa tạ Vương Đạo Hiếu giúp đỡ, bằng không tiểu muội chỉ sợ đã mất mạng. Trịnh Thu Nguyệt cảm kích nói, nhấc tay mà thôi, mọi người đều là nhân tộc, tích tộc là kẻ địch chung của chúng ta vương thanh thành khiêm tốn nói không qua bao lâu vương nhất đao và đoàn thông thiên lục tục trở lại vương thanh thành tò mò hỏi đuổi kịp rồi hắn tự bạo rồi vương nhất đao trả lời kẻ địch đánh không lại hắn trực tiếp tự bạo tên kia độn thuật có chút lợi hại để hắn chạy rồi đoàn thông thiên trả lời hắn là cố ý thả kẻ địch chạy đã đạt được bộ phận tinh huyết của kẻ địch vạn linh môn trấn môn Chỉ bảo vạn yêu kính luyện vào tinh huyết yêu thú ở trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được yêu thú tồn tại, tiến tới truy tung. Thả dây câu dài bắt con cá lớn, như vậy tốt hơn. Trịnh Thu Nguyệt nửa tin nửa ngờ, cũng chưa truy hỏi. Chúng ta trở về đi, báo tin tức lên, để tu sĩ nhân tộc ngày sau tiến vào man hoang chi địa cẩn thận một chút, phòng bị tích tộc. Vương Thanh Thành đề nghị, đoàn thông thiên và Vương Nhất Đao không có ý kiến, Trịnh Thu Nguyệt cũng không có ý kiến, bốn người rời khỏi nơi đây. Đông Ly Giới, Thanh Liên Đảo, một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch, Vương Tông Khuyết và Vương Phẩm Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Trấn Hải Cung và Vương Gia Liên Thủ rất thuận lợi đánh hạ 23 giới diện huyết ảnh tộc khống chế, 7 giới diện khác bị ma tộc chiếm cứ. Ma tộc tựa như không có quá nhiều hứng thú đối với hạ giới, chỉ khống chế 7 giới diện sản xuất nhiều tài liệu huyết đạo, nhắm chừng chưa từ bỏ việc tìm kiếm ma ha huyết thạch. Kỳ quái là, huyết ảnh tộc huyền dương giới chậm chạp chưa phái người hạ giới, tựa như từ bỏ tộc nhân hạ giới, bằng không nhân tộc không có cách nào dễ dàng như vậy đánh hạ giới diện huyết ảnh tộc khống chế. Qua một trận chiến này, vương gia tổn hại không ít nhân thủ, một đám tộc nhân nổi bật lên. Trấn Hải cung giao cho vương gia quản lý 6 giới diện, như vậy, vương gia nắm giữ 12 giới diện, trước mắt di chuyển rất nhiều tộc nhân đến giới diện khác. Xuyên qua giới diện khác vẫn là tương đối nguy hiểm, có hai đội tu sĩ lúc xuyên qua giới diện khác đụng tới cơn bão giới diện, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chúng ta tính quay về thượng giới nơi này giao cho các ngươi, trông coi tốt thất hồ đằng. Vương Mạnh Bân phân phó, huyền thiên huyết đằng cũng đã rời tới trồng ở thanh liên đảo, có tạo hóa thần thủy, phát triển khôi phục bình thường, nhưng như vậy, tạo hóa thần thủy liền không đủ dùng, vương gia phải nhanh một chút mang huyền thiên huyết đằng cùng thất hồ đằng lên, bằng không tạo hóa thần thủy dùng hết rồi, phát triển bị hạn chế, tộc nhân hạ giới không có cách nào giải quyết. chương 4847, phiền phức tiềm tàng 2 Huyết ảnh tộc xâm nhập nhiều giới diện, chỉ có hai giới diện có tạo hóa thần thủy, có thể thấy được tạo hóa thần thủy quý giá. Vâng, Mạnh Bân lão tổ, Vương Phẩm Phong đáp ứng, ba người bọn Vương Mạnh Bân nhìn nhau một cái, gật gật đầu, rời khỏi Thanh Liên Đảo. Huyền Dương Giới, Thanh Liên Đảo, một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mô Phi ngồi ở trong đỉnh đá nói chuyện phiếm. Vừa về đến Thanh Liên Đảo, Vương Thanh Thành tìm Vương Mô Sơn cùng Vương Thanh Sơn tới, nói một lần tình huống bọn họ ở man hoang chi địa tạm thời tha cho hắn một mạng, chờ cửu thúc cửu thẩm trở về rồi nói sau. Vương Thanh Sơn đề nghị, lấy quan hệ của Vương ra cùng vạn linh môn, mượn vạn yêu kính không khó, muốn tìm được tích tộc đào tẩu, vậy thì khó rồi, dù sao man hoang chi địa không nhỏ, mang theo vạn yêu kính, cũng rất khó tìm được tích tộc, nói không chừng đụng tới thượng cổ cự nhân. Vương Mô Sơn gật đầu nói, trước phát tin tức ra đi, không ít dư nghiệt tích tộc tránh ở man hoang chi địa, trên người bọn hắn có hấp lôi châu bậc bảy. Tu sĩ tích tộc biết được tin tức này, Hẳn là sẽ không ở lại Man Hoang Chi Địa nữa, nếu có thể ép bọn hắn đến hải ngoại, vậy thì tốt rồi. Từ tình báo bọn họ nắm giữ phân tích, dư nhiệt Tích tộc đều ở hải ngoại. Man Hoang Chi Địa tương đối nguy hiểm, làm bạn với yêu thú, thu thập tài nguyên tu tiên cũng không tiện, hải ngoại rất nhiều đảo, chủng tộc cũng không ít, Tích tộc khống chế mấy tiểu tộc ẩn thân, điều này không có vấn đề. Chúng ta ở hải ngoại không phải có một chút thám tử sao? Bảo bọn họ lưu ý tin tức Tích tộc một phen chờ cha mẹ trở về lại đi mượn vạn linh môn vạn yêu kính tìm kiếm dư nghiệt tích tộc vương thanh thành trầm giọng nói đúng rồi mô sơn phái người lưu ý một chút cấm linh tỏa thiên phù thất tình thương minh có lẽ có biện pháp nếu là tìm được cứ điểm quan trọng của tích tộc hẳn là có thể dùng tới vương thanh sơn bổ sung nói thỏ khôn có ba hang tích tộc khẳng định không chỉ một chỗ ẩn thân nếu là có cấm linh tỏa thiên phù lại thêm phá linh toa dư nhiệt tích tộc muốn chạy cũng chạy không được vương mô sơn đáp ứng nhận lệnh rời đi vương thanh sơn quay về chỗ ở tu luyện vương thanh thành thì tới thương viên sơn mạch hắn tu luyện công pháp thổ thuộc tính chủ yếu phụ trách tỏa trấn địa bàn gia tộc ở đất liền vương thanh phong vương mạnh bân vương thanh sơn tỏa trấn thanh liên đảo vương thanh thành và đoàn thông thiên tỏa trấn thương viên sơn mạch việc ai người ấy làm ma giới ma diễm đại lục ma mãng sơn mạch một gian mật thất lớn hơn trăm trượng cổ lân ngồi xếp bằng ở trên một tấm bổ đoàn màu đen cầm trên tay một tấm pháp kính lóe ra hào quang màu đen trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Cô ta là từ hắc la giới phi thăng, cổ lân nhíu mày hỏi, đúng vậy, nhưng thuộc hạ từng phái người điều tra, cửu u tiên tử ở hắc la giới không có danh tiếng lắm, nàng ta cùng phương đạo hữu như là đột nhiên xuất hiện, không biết sư thừa, chưa từng có ai nghe nói bọn họ tồn tại, một điểm này rất kỳ quái. Pháp kính màu đen truyền đến một giọng nữ tử cung kính. Phái thêm nhân thủ, ở hạ vị giới diện chúng ta khống chế điều tra một chút lai lịch của bọn họ, có tin tức lập tức cho ta biết. Cổ Lân phân phó, Diệp Thanh Liên chỉ mang 9 tu sĩ hóa thần tấn công hang ổ huyết ảnh tộc, đây là một điểm đáng ngờ. Có người ở dưới mí mắt bọn họ lẻn vào huyết phân sơn mạch, thần không biết quỷ không hay cướp đi Huyền Thiên huyết đằng, đây là hai điểm đáng ngờ. Kẻ địch còn có đồng bạn phối hợp tác chiến, còn bố trí trận pháp, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, bọn họ là làm sao biết Diệp Thanh Liên khi nào tấn công hang ổ huyết ảnh tộc? Trùng hợp, đương nhiên, đây chỉ là hoài nghi của Cổ Lân, Diệp Hải Đường đều có thể giải thích tu sĩ ma tộc đều là hóa thần hậu kỳ, còn có phù triện bậc 6, 10 người đánh hạ hàng ổ huyết ảnh tộc không phải vấn đề, thủ lãnh nhiều thế lực ma tộc hạ giới đều biết đang tìm ma ha huyết thạch, không chừng tin tức để lộ, có ma tộc mưu đồ ma ha huyết thạch, ở lúc Diệp Thanh Liên tấn công hang ổ huyết ảnh tộc ẩn nấp vào, bất ngờ phát hiện huyền thiên huyết đăng. Cổ Lân trái lại chưa hoài nghi Diệp Hải Đường xuất thân vương gia, hắn là hoài nghi Diệp Hải Đường tự trông coi tự ăn cắp, hoặc là cấu kết thế lực khác, đoạt đi huyền thiên huyết đăng. Cấu kết thế lực khác cũng không có sức thuyết phục quá lớn, nếu Diệp Hải Đường thật sự cấu kết thế lực khác, căn bản không cần báo lên, để thế lực sau lưng phái người hạ giới là được, khả năng lớn hơn nữa là tự trông coi tự ăn cắp. Cổ Lân không có chứng cớ, không làm gì được Diệp Hải Đường. Nội bộ Thiên Ma Cung chia ra nhiều phe phái, Diệp Hải Đường và Cổ Lân không cùng một phe phái, hai bên đều nhìn đối phương không vừa mắt, hận chỉ mong đối phương phạm sai lầm, để phe phái mình đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Một thế lực mạnh nữa tài nguyên tu tiên nhiều nữa cũng không đủ chia, con người là sẽ không thỏa mãn, ai cũng muốn ăn nhiều lấy nhiều, tự nhiên mà vậy liền có phe phái. Cổ lân tính từ xuất thân của Diệp Hải Đường cùng Phương Mục bắt đầu điều tra, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. chương 4848 trở về. Vâng, cổ đại nhân, pháp kính màu đen truyền đến một giọng nữ tử cung kính. Thu hồi pháp kính màu đen, cổ lân lẩm bẩm đừng để ta bắt thóp được ngươi. Hừ, đối đầu với ta, tự tìm đường chết một tòa trang viên màu đen diện tích cực lớn, Phương Mộc đang nói cái gì với Diệp Hải Đường. Cổ lân đang điều tra chúng ta, Diệp Hải Đường nheo đôi mắt, mặt đầy sát khí. Đúng vậy, tin tức là hai thủ hạ của cổ lân truyền ra, khẳng định không có sai. Phương Mộc nhíu mày nói, bọn họ uy hiếp dụ dỗ, đã hàng phục hai thủ hạ của cổ lân. Hắn cũng không biết chuyện huyền thiên huyết đằng, chuyện này ở thiên ma cung cũng là cơ mật, không đạt được huyền thiên huyết đằng, tin tức truyền ra, thế lực khác cũng không tin, toàn bộ kẻ biết tình huống đều bị hạ đặt lệnh kín miệng, tránh cho phiền toái không cần thiết. Cổ lân phái người điều tra bọn họ, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn không đối phó được ta, có thể sẽ lấy người khai đao, người cẩn thận một chút, an tâm ở ma mãng sơn mạch tu luyện, chờ người tiến vào hợp thể kỳ, vậy không có vấn đề nữa. Về phần cổ lân, ta sẽ nghĩ cách đối phó hắn. Diệp Hải Đường đề nghị, Phương Mộc gật đầu, đáp ứng. Ngày tháng thoi đưa, 500 năm thời gian trôi qua. Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục, Thanh Liên đảo, Thanh Liên Phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Phương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra, vẻ mặt bọn họ tỏ ra hơi mỏi mệt. Bọn họ tốn hơn 500 năm thời gian, lúc này mới từ Thanh Ly Hải vực trở về. Dọc đường, bọn họ đụng tới không ít yêu thú bậc 7, còn có một chút thiên tai, cũng may thực lực của bọn họ cường đại, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Bọn họ tổng cộng giết ba con yêu thú bậc 7 lôi thuộc tính, đều chưa đạt được hấp lôi châu không thể không nói là một sự tiếc nuối sau khi về tới huyền linh đại lục bọn họ tiến vào ngọc hành đảo từ ngọc hành đảo truyền tống về đây là chuyện đã sớm sắp xếp sẵn như vậy hiếm có ai biết bọn họ ra ngoài vương trường sinh thả ra bọn vương lân bảo bọn họ tự do hoạt động uông như yên lấy ra pháp bàn đưa tin liên hệ vương mô sơn bảo hắn đến thanh liên phong một chuyến không qua bao lâu vương mô sơn liền xuất hiện ở trước mặt vương trường sinh cùng uông như yên hắn báo cáo chi tiết tình huống huyền thiên huyết đăng, biết được tộc nhân từ hạ giới cướp được một cây huyền thiên huyết đăng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều cảm thấy rất chấn động. Bọn họ từ thiên mục tộc cướp được một khối càn khôn lưu ly thạch đã rất không tệ rồi, tộc nhân hạ giới vậy mà có thể cướp được một cây huyền thiên huyết đăng, công lao so với bọn họ càng lớn hơn nữa. Nếu không phải hải đường lão tổ, chúng ta cũng không có cách nào cướp được huyền thiên huyết đăng. Vương Mô Sơn cảm thán nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó, phân phó xuống, 20 năm sau, ta muốn tổ chức đại thọ, mời nhiều khách khứa một chút, thanh liên cốc tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra con rối thú bậc 6, thiên lôi hóa linh phù, tài liệu pháp tướng, trung phẩm thông thiên linh bảo trao đổi, hy vọng có thể đạt được khảm nguyên ngọc. Cao tầng vương gia chưa bao giờ tổ chức đại thọ, đại thọ chính là một cái lý do, vương trường sinh công khai lộ diện, có thể chứng minh hắn không ở thanh ly hải vực, đồng thời cũng là mượn dùng đại thọ thu thập tài nguyên tu tiên, hy vọng có thể thu thập được khảm nguyên ngọc. Tài liệu luyện chế phá giới bản chỉ thiếu khảm nguyên ngọc, có phá giới bản mới có thể phái người hạ giới, thuận lợi mang huyền thiên huyết đằng cùng huyền thiên tiên đằng lên huyền dương giới. Vâng, lão tổ tông, vương Một sơn đáp ứng, hắn nhớ tới cái gì, nói đúng rồi, đám người thanh thành lão tổ đi man hoang chi địa tìm kiếm phệ nguyên thú, chưa tìm được phệ nguyên thú, đã phát hiện một con tam nhãn lôi báo bậc bảy. Hắn nói đơn giản một lần chuyến đi man hoang của ba người vương thanh thành, biết đoàn thông thiên kiếm được tinh huyết một tên tích tộc hợp thể kỳ, vương trường sinh gật gật đầu hỏi tinh huyết đâu vương mô sơn lấy ra một cái bình xứ màu xanh đưa cho vương trường sinh ngươi đi xuống làm việc đi truyền ra trước tin tức ta tổ chức đại thọ vương trường sinh phất phất tay bảo vương mô sơn lui xuống ta nhớ vạn linh môn có một món trấn môn chi bảo vạn yêu kính có tinh huyết này có lẽ có thể tìm được người này uông như yên phân tích vương trường sinh gật đầu nói muốn mượn vạn yêu kính cũng không dễ dàng công tôn đạo hữu chưa chắc có thể làm chủ ta tự mình đi vạn linh môn một chuyến đi. Đổi vị trí tự hỏi, có tu sĩ hợp thể muốn mượn vương gia trấn tộc chi bảo, vương gia cũng không có khả năng dễ dàng đáp ứng. Hắn đi vào một gian mật thất, thanh liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận, hắn đánh vào một pháp quyết, pháp trận dừng vận chuyển, thanh liên tạo hóa đỉnh chậm rãi hạ xuống. Vương Trường Sinh đi lên trước, mở nắp đỉnh, một khối tinh thạch toàn thân màu vàng chiếu vào mi mắt, mặt ngoài tinh thạch có một chút đường vân như vải cá, như tự nhiên hình thành, cẩn thận quan sát, mặt ngoài tinh thạch màu vàng có một chút lỗ nhỏ. Hắn cầm lấy tinh thạch màu vàng, cảm giác nhẹ tinh, tựa như cầm trên tay là một tờ giấy mỏng. Vương Mạnh Bân đánh vào hang ổ thiên hống tộc, từ kho báu của thiên hống tộc tìm được một khối khoáng thạch kỳ quái, nghe nói là từ ra từ càn nguyên động thiên mang ra, tu sĩ từ ra cùng tu sĩ thiên hống tộc đều không nhận ra là tài liệu gì, gửi ở kho báu. Trường 4849, Trần Tử Long 1 Sau khi về tới huyền linh đại lục, Vương Mạnh Bân liền giao khối khoáng thạch này cho Uông Như Yên, bảo nàng chuyển giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không nhận ra, để vào thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất, lúc này mới đạt được khối tinh thạch màu vàng này. Hắn cẩn thận phân biệt, nhíu mày, hắn cũng không nhận ra là tài liệu gì, huyền dương giới đất rộng của nhiều, có tài liệu hắn không nhận biết cũng rất bình thường, có lẽ là vật chỉ cần nguyên đại lục có, hoặc là vật quý hiếm nào đó. Vương Trường Sinh thu hồi tinh thạch màu vàng, lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh. Mặt ngoài hạt châu có một hình bán nguyệt, linh khí kinh người. Huyền Nguyệt Hóa Nguyên Châu, trung phẩm thông thiên linh bảo, có thể che giấu tu vi của mình. Có bảo vật này, tu sĩ hợp thể khác hẳn là rất khó nhìn thấu tu vi cụ thể của Vương Trường Sinh, tu sĩ đại thừa thì khó nói. Vương Trường Sinh rót pháp lực vào Huyền Nguyệt Hóa Nguyên Châu, Huyền Nguyệt Hóa Nguyên Châu nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ toàn thân Vương Trường Sinh, khí tức của hắn chậm rãi yếu bớt, thoạt nhìn chỉ có hợp thể trung kỳ. Hắn hài lòng gật gật đầu rời khỏi thanh liên đảo. Hải ngoại, mảng hải vực xanh thẳm nào đó, một đạo hào quang màu đỏ nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Không gian nổi lên dao động, một móng vuốt chim thật lớn bỗng dưng hiện lên, chộp xuống trước mặt. Một tiếng hét thảm vang lên, hào quang màu đỏ từ trên cao rơi xuống, rơi ở trên một hòn đảo hoang phạm vi trăm dặm, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn, tay trái không cánh mà bay, ánh mắt hoảng sợ, tai dài mũi cao, rõ ràng là yêu tộc một trận cuồng phong thổi qua một song thủ kiêu con cú hai đầu hình thể thật lớn hiện ra một đôi móng vuốt chim giống lưỡi hái như tia chớp đánh về phía thiếu phụ váy đỏ thiếu phụ váy đỏ phun ra một ngọn lửa màu đỏ đón đỡ song thủ kiêu hung hăng vỗ đôi cánh một cái một quầng sáng màu xanh càn quét ra ngọn lửa màu đỏ giống như gặp phải khắc tinh tán loạn hết hết thảm một tiếng đầu thiếu phụ váy đỏ bị móng vuốt chim xuyên thủng hào quang màu xanh lóe lên song thủ kiêu hóa thành bóng người vương kiêu trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Sau khi rời khỏi thanh liên đảo, hắn lấy thân phận tán tu mưu sinh ở hải ngoại, vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, hắn không thiếu tranh đấu với tu sĩ luyện hư khác, thua ít thắng nhiều, đánh không lại thì chạy. Một con chim nhỏ bay ra khỏi cơ thể, vương kiêu triệu ra một cái bình xứ màu xanh, thu đi con chim nhỏ. Hắn lục soát tài vật trên người thiếu phụ váy đỏ, thi thể cũng thu lại. Một lát sau, một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này không qua bao lâu hào quang vàng óng dừng lại hiện ra một thiếu nữ váy vàng dáng người thướt tha lưng có một đôi cánh lông vũ màu vàng thật lớn khí tức yếu hơn vương kiêu một chút kiêu đạo hiếu giải quyết rồi thiếu nữ váy vàng mở miệng hỏi giải quyết rồi dám đối nghịch với chúng ta muốn chết trên mặt vương kiêu đầy sát khí hắn trước mắt trà trộn vào kim cưu nhất tộc chủng tộc phụ thuộc lôi hạc nhất tộc không tiếp xúc được cơ mật trung tâm gì bằng vào một thân thần thông hắn cũng tạo dựng ra danh tiếng vậy thì tốt may có kiêu đạo hiếu, bằng không đã để ả chạy mất. Thiếu nữ váy vàng khen, không có gì, chúng ta trở về đi. Vương kiêu không bận tâm lắm, cùng thiếu nữ váy vàng rời khỏi nơi đây. Vạn linh sơn mạch, tổng đàn vạn linh môn, công tôn ưởng đứng ở đỉnh một ngọn núi cao ngất trong mây, nhìn về phía bầu trời. Một đám mây xét thật lớn lơ lửng ở trên trời, chấp lóe sấm rền, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, tôn thiên hổ đang trùng kích hợp thể kỳ. Tôn thiên hổ so với công tôn ưởng phi thăng huyền dương giới sớm hơn, công tôn ưởng tiến vào hợp thể kỳ sớm hơn. Đều là phi thăng giả, công tôn ưởng tư chất tốt hơn, được coi trọng hơn. Tiếng sấm sét ầm 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 từ trên cao truyền đến, mây sét kịch liệt quay cuồng, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến thung lũng nhỏ nào đó ba mặt là núi. Tôn Thiên Hổ đứng ở một mảnh đất trống, một màn hào quang màu bạc dày đặc úp ngược hắn ở bên trong, mặt ngoài màn hào quang màu bạc có một hình tia chớp. Trên người hắn mặc một bộ chiến giáp lóe ra hào quang vàng óng, linh khí kinh người tia xét màu bạc đánh lên màn hào quang màu bạc nháy mắt biến mất giống như bùn rơi vào biển lớn công tôn ưởng xin cho tôn thiên hổ một bộ thiên lôi hóa nguyên trận hiệu quả ngăn cản lôi kiếp rất không tồi còn có một món trung phẩm thông thiên linh bảo hẳn là có thể vượt qua thất cử lôi kiếp thời gian trôi qua từng chút một uy lực lôi kiếp đánh xuống càng lúc càng mạnh cũng may thiên lôi hóa nguyên trận đủ mạnh đỡ được hết sau thời gian một chén trà mây xét kịch liệt quay cuồng chợt toát ra hồ quang sáu loại màu sắc biến thành mây xét sáu màu Thần lôi 6 màu, sắc mặt công tôn ưởng ngưng trọng vạn linh môn từ trước tới nay, ví dụ đệ tử trùng kích hợp thể kỳ đưa tới thần lôi 6 màu thuộc loại hiếm thấy, đại đa số đều là đưa tới thần lôi 4 màu, tiếp theo là thần lôi 5 màu. Cho dù là môn chủ vạn linh môn Trần Tử Long trùng kích hợp thể kỳ, cũng chỉ đưa tới 9 đạo thần lôi 5 màu. Trong vạn năm qua, đệ tử vạn linh môn trùng kích hợp thể kỳ, cũng chỉ công tôn ưởng và tôn thiên hổ đưa tới thần lôi 6 màu. Trường 4850, Trần Tử Long 2 Nghĩ một chút cũng đúng, Tôn Thiên Hổ là tu sĩ phi thăng huyền dương giới duy nhất từ đông ly giới vạn năm qua tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, nào phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Mây xét sáu màu sau khi kịch liệt quay cuồng, truyền ra một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, vang vọng thiên địa. Một tiếng sét vang lên, một tia xét sáu màu thô to đánh xuống, hướng thẳng đến Tôn Thiên Hổ. Tia xét sáu màu đánh lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu bạc khẽ chấp lên một lần, Mặt ngoài chợt toát ra vô số trận văn màu bạc, linh quang rất nhanh ảm đạm xuống, tựa như sắp tan vỡ. Trận bàn màu bạc trên tay Tôn Thiên Hổ xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Bộ trận pháp này cho nhiều vị đệ tử trùng kích hợp thể kỳ, không phải là lần đầu tiên sử dụng. Rất nhanh, đạo lôi kiếp sáu màu thứ hai đánh xuống, màn hào quang màu bạc kịch liệt nhoáng lên một lần, trận bàn trên tay Tôn Thiên Hổ lại nhiều thêm vài vết nứt. Lôi quang sáu màu chói mắt bao phủ bóng người Tôn Thiên Hổ sóng khí mạnh mẽ chấn động không gian nứt nẻ, xuất hiện từng vết nứt. Mây xét sáu màu kịch liệt quay cuồng, một con dao long xét sáu màu từ trong đó bay ra, hướng thẳng đến tôn thiên hổ phía dưới. Dao long xét sáu màu nhập vào trong lôi quang sáu màu, truyền ra một tiếng vang lớn, lôi quang nở rộ, mặt đất cũng theo đó chấp lên, thung lũng nhỏ bình yên vô sự, hiển nhiên dùng trận pháp bậc bảy gia cố, bằng không thung lũng nhỏ đã sớm san thành bình địa. Một tiếng thú giống vang dội từ trong lôi quang truyền ra, vang vọng thiên địa. Một đạo độn quang từ trong lôi quang sáu màu bay ra, lóe lên một cái đáp ở trước mặt Công Tôn ưởng, chính là Tôn Thiên Hổ, trên người hắn tản mát ra một luồng linh áp mạnh mẽ, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Hắn thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ, thần lôi sáu màu uy lực quá lớn, Thiên Lôi Hóa Nguyên trận đã bị hủy diệt, nếu không phải Công Tôn ưởng hỗ trợ, bằng vào thiện công hắn tích góp, không có cách nào xin mượn Thiên Lôi Hóa Nguyên trận. Chúc mừng sư phụ tiến vào hợp thể kỳ, Công Tôn Ứng chúc mừng Tôn Thiên Hổ lúc ở hạ giới tôn thiên hổ đối với hắn rất tốt may có người giúp bằng không vi sư chỉ sợ còn bồi hồi ở luyện hư kỳ tôn thiên hổ cười nói công tôn ưởng đang muốn nói cái gì từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt đánh vào một pháp quyết một giọng nữ tử cung kính vang lên sư phụ thái hạo chân nhân tới đây nói là có chuyện quan trọng tìm ngài chuyện quan trọng mời vương đạo hữu đến nghênh khách điện đi ta đến ngay công tôn ưởng phân phó lấy thân phận cùng tu vi của vương trường sinh tự mình tới vạn linh môn, khẳng định là có chuyện quan trọng. Vâng, sư phụ, thu hồi màu xanh pháp bàn, trên mặt công tôn ưởng lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Người mau đi tiếp đái vương đạo hữu đi, đừng chậm trễ, hắn tìm người khẳng định có chuyện quan trọng, ta đi về trước điều dưỡng. Tôn thiên hồ thúc giục, công tôn ưởng tới nghênh khách điện, không qua bao lâu, vương trường sinh đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hàn huyên vài câu, vương trường sinh nói tới việc chính, công tôn đạo hữu ta muốn mượn vạn linh môn các người vạn yêu kính dùng một chút, không biết người có thể làm chủ không. Mượn vạn yêu kính, công tôn ưởng nhíu mày, chuyện này hắn không làm chủ được. Công tôn ưởng nghĩ một chút, nói, việc này ta không làm chủ được, môn chủ vừa lúc có đây, không bằng ngươi nói với hắn đi. Được, vậy làm phiền công tôn đạo hiếu thông báo Trần đạo hiếu. Vương trường sinh khách khí nói, nhấc tay mà thôi, vương đạo hiếu không cần khách khí. Công tôn ưởng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, nói, môn chủ, thanh liên đảo vương đạo hữu muốn mượn vạn yêu kính, ta đang ở nghênh khách điện tiếp đái vương đạo hữu, ngài xem. Ta tự mình đi qua nói chuyện với vương đạo hữu đi. Một giọng nam tử tràn đầy trung khí vang lên, một lát sau, một thanh niên áo vàng dáng người cao ngất xải bước đi vào. Thanh niên áo vàng làn da trắng nõn, đeo đai lưng bạch ngọc, xem khí thức của hắn, rõ ràng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Nghe đại danh Trần Đạo Hữu đã lâu, cuối cùng được gặp người thật. Vương Trường Sinh hai tay ôm quyền, khách khí nói: "Vương đạo hữu quá khách khí rồi, Huyền Linh Đại Lục bây giờ có ai không biết Thanh Liên Đảo Vương gia, có ai không biết Thanh Liên Tiên nữ?" Trần Tử Long cười nói, hắn nói là sự thật, Vương gia bây giờ đứng trong 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, thực lực tổng thể còn ở trên Lý gia, Tây Môn gia cùng Long gia các thế lực lâu đời. Các đại gia tộc hoặc môn phái đều không phải ngay từ đầu đã có địa vị bây giờ, nắm được cơ hội mới có thể thừa cơ quật khởi. Tu tiên giới chưa bao giờ thiếu tu sĩ thực lực cường đại, nhưng lại có đại vận khí, vậy thì ít. Nhớ về ngày đó, vạn linh môn cũng chỉ là một môn phái nhỏ, thừa dịp các thế lực lớn của huyền linh đại lục tẩy bài, lúc này mới bộc lộ tài năng, gặp đúng dịp hư thiên nhất tộc bị diệt, đạt được không ít địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, trải qua nhiều thế hệ chăm lo, vậy mới có hôm nay, tinh hỏa tộc cũng là thừa dịp hư thiên nhất tộc bị diệt mới quật khởi. Vương gia có thể có hôm nay, trừ chấn hải cung nâng đỡ, cũng có liên quan với tích tộc bị diệt. Một thế lực mới sinh quật khởi, thường thường sẽ kèm theo thế lực lâu đời xuống dốc hoặc là diệt phong. Trường 4851, tin tức tầm dược thử bậc 7, 1. Trần Đạo Hữu vương mỗ muốn mượn vạn yêu kính dùng một chút, xin Trần Đạo Hữu thành toàn, trung phẩm thông thiên linh bảo, linh dược, phù triện bậc 7 đều được. Vương Trường Sinh Thành khẩn nói, có thể cho ngươi mượn vạn yêu kính, nhưng Trần Mỗ có một yêu cầu, ta muốn mời Vương Đạo Hữu giúp ta làm một chuyện, làm chuyện gì ta còn chưa nghĩ ra, khẳng định sẽ không miễn cưỡng vương đạo hữu đi làm chuyện vượt qua năng lực, ta cũng không có cách nào miễn cưỡng vương đạo hữu như thế nào. Trần Tử Long mỉm cười nói, vạn linh môn nội tình thâm hậu, thiếu là tài liệu độ kiếp cấp cao hoặc là linh đan diệu dược trùng kích đại thừa, cho dù vương trường sinh có, cũng không có khả năng lấy ra, còn không bằng bán cho vương trường sinh một cái nhân tình, tương lai có lẽ có thể dùng tới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, xu thế quật khởi của vương gia không thể nghịch chuyển, Vạn Linh môn cũng từng trải qua một thời kỳ phát triển tốc độ cao này. Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó, dệt hoa trên gấm dễ, chờ Vương gia phát triển đến thể lượng nhất định, liền không cần hướng Vạn Linh môn xin giúp đỡ nữa. Vương Trường Sinh hơi sững sốt, trên đường đến đây, hắn đã thiết tưởng các loại khả năng, ví dụ như Trần Tử Long đòi tài liệu luyện khí quý giá hoặc linh dược quý hiếm, bây giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. "Không thành vấn đề." Vương Trường Sinh đáp ứng, "Chính như Trần Tử Long nói, Vương Trường Sinh nếu không muốn, Trần Tử Long không thể miễn cưỡng hắn. Trần Tử Long phất tay áo, một tấm gương nhỏ ánh vàng rực rỡ bắn ra, bay về phía Vương Trường Sinh, mặt trái tấm gương nhỏ màu vàng có khắc hình điều thú ngư trùng, linh khí kinh người. Trần Tử Long nói đơn giản một lần biện pháp sử dụng vạn yêu kính, bảo Vương Trường Sinh trước lấy mấy con yêu thú luyện tập một chút. Đa tạ, Trần Đạo Hiếu, ta còn có việc, cáo từ trước. Đúng rồi, 20 năm sau, Vương Mỗ tổ chức đại thọ, Trần Đạo Hiếu nếu là có rảnh, không ngại đến thanh liên đảo uống một chén rượu nhạt. Vương Trường Sinh phát ra lời mời, nếu có rảnh, Trần Mỗ nhất định tới. Trần Tử Long đáp ứng, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đứng dậy cáo từ, rời khỏi vạn linh môn. Ở sâu trong man hoang chi địa, một mảng dãy núi xanh biếc phập phồng chập trùng, khắp nơi đều là cổ thụ che trời hơn trăm trường, cành lá um tùm, ánh mặt trời thưa thớt. Vương Trường Sinh, Vương Thiền, Vương Thiền cùng Vương Thôn Thiên chậm rãi tiến lên, Vương Thôn Thiên sát với Vương Trường Sinh, đôi mắt sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn về phía xa. Vương Trường sinh tới man hoang chi địa đã hơn 10 năm, trong lúc đó lấy yêu thú khác luyện tay, tinh huyết yêu thú nào đó luyện vào vạn yêu kính, ở trong phạm vi nhất định, vạn yêu kính sẽ có phản ứng. Man hoang chi địa quá lớn, Vương Trường sinh muốn tìm được tên tích tộc hợp thể kỳ kia cũng không dễ dàng, thậm chí người này có thể đã bị giết, hoặc là rời khỏi man hoang chi địa rồi. Nghĩ một chút cũng đúng, nếu là bằng vào vạn yêu kính có thể thoải mái tìm được dương nhiệt tích tộc, vạn linh môn đã sớm tìm được, bảo vật, con bài chưa lật hoặc bí thuật, lần đầu sử dụng hiệu quả tốt nhất, danh tiếng quá lớn, nhiều người biết, kẻ địch khẳng định sẽ đề phòng thêm. Tích tộc phái không ít mật thám thăm dò tình huống các thế lực lớn của nhân tộc, nếu biết vạn linh môn có một món vạn yêu kính, khẳng định sẽ phòng bị thêm. Đổi vị trí tự hỏi, vương trường sinh là tên tích tộc chạy trốn kia, khẳng định sẽ không ở lại man hoang chi địa, mà là đi hải ngoại, tìm một chỗ trốn đi cũng an toàn hơn so với ở lại man hoang chi địa. Tên tích tộc đào tàu kia chỉ là hợp thể trung kỳ, một mình vương trường sinh là đủ rồi. Xuất phát từ bảo hiểm, lúc này mới mang theo vương thiền cùng vương thiền, uông như yên phụ trách ở hải ngoại tìm kiếm tích tộc, hai bút cùng vẽ. Trong hơn 10 năm qua, vương trường sinh đụng phải nhiều con yêu thú bậc bảy, trừ phi là yêu thú bậc bảy thượng phẩm, nếu không không cần vương trường sinh ra tay, vương thiền cùng vương thiền đã ra tay giải quyết. Vương thiền và vương thiền nắm giữ câu hồn cấm quang cùng diệt hồn cấm quang, yêu thú bậc bảy bình thường căn bản không phải đối thủ. Linh trùng nắm giữ thần hồn công kích vốn đã không gặp nhiều, thuận lợi hóa hình hơn nữa tu luyện đến hợp thể kỳ thì càng ít. Yêu thú bậc bảy ra thô thịt dày, cứng rắn đối kháng trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề, không phòng được thần hồn công kích, chỉ có thể nuốt hận mà chết. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bốn người bọn Vương Trường Sinh dừng bước, Vương Thôn Thiên theo bản năng lui về một bước, lui đến phía sau Vương Trường Sinh. Một đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Chủ nhân, là kim diệp đảo lý vô tình lý tiền bối vương thôn thiên mở miệng nói lý tiên tử vương trường sinh gật gật đầu hắn và lý vô tình có một chút giao tình không tốt cũng không xấu hào quang màu vàng lóe lên một bàn tay màu vàng bỗng dưng hiện lên bổ về phía lý vô tình một tiếng vang trầm cất lên hộ thể linh quang của lý vô tình chặn được bàn tay màu vàng nhưng nàng nhanh chóng rơi về phía mặt đất nện thật mạnh trên mặt đất phun ra một ngụm lớn máu tươi sắc mặt tái nhợt đi mặt đất kịch liệt chớp lên, giống như động đất, một người khổng lồ màu vàng hình thể cực lớn từ nơi xa đi tới, tốc độ cũng không nhanh, mặt đất sáng lên một vầng sáng màu vàng, trọng lực gia tăng mãnh liệt. Chương 4852, tin tức tầm dược thử bậc 72. Thượng cổ cự nhân, Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, thượng cổ cự nhân trước mắt này chỉ là hợp thể trung kỳ. Vương đạo hiếu, xin ngươi ra tay giúp đỡ, ta phát hiện một con tầm dược thử bậc 7, nó nắm giữ thôn thiên thần quang. Lý Vũ Tình nhìn thấy Vương Trường Sinh, giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở miệng cầu cứu. Nàng chưa nói những lời khách sáo kia, mà là nói ra nội dung Vương Trường Sinh có hứng thú. Vương gia mấy năm nay vẫn luôn thăm dò tung tích yêu thử bậc bảy, cái này không phải bí mật gì. Thôn Thiên Thần Quang, Vương Thôn Thiên hít thở trở nên rồn rập, đây chính là độc môn thần thông của Thôn Thiên Thử, xem ra con tầm dược thử kia kế thừa huyết mạch của Thôn Thiên Thử, xuất hiện dấu hiệu phản tổ sự lại giống. Hắn nếu có thể cắn nuốt đối phương, có hy vọng rất lớn tiến vào bậc bảy giết hắn vương trường sinh phân phó ngoài thân vương thiền cùng vương thiền nở rộ hào quang vàng óng trên lưng mọc ra một đôi cánh mỏng ánh vàng rực rỡ nhẹ nhàng vỗ biến mất khỏi tại chỗ lý vũ tình cũng chưa khoanh tay đứng nhìn giờ tay phải một đạo hào quang vàng óng bay ra hóa thành một ấn tỉ màu vàng khổng lồ hóa đập về phía thượng cổ cự nhân đôi mắt thượng cổ cự nhân đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng đánh trúng ấn tỉ màu vàng ấn thì màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá. Thượng cổ cự nhân vung hai nắm đấm, một tiếng nổ vang lên, ấn thì màu vàng chia năm xẻ bảy. Một đợt tiếng biển gầm vang lên, lượng lớn nước biển màu lam chợt xuất hiện, nhanh chóng hóa thành một dòng sông màu lam chảy xiết, hướng thẳng đến thượng cổ cự nhân. Thượng cổ cự nhân không hề sợ hãi, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, nắm tay phải đón đỡ. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, thượng cổ cự nhân bay ngược đi, va vào mấy chục ngọn núi, khói bụi tràn ngập thượng cổ cự nhân còn chưa kịp đứng dậy, hai đạo hào quang vàng óng không chút dấu hiệu từ trong khói bụi bắn ra, đánh lên trên thân thượng cổ cự nhân. Thượng cổ cự nhân phát ra một tiếng kêu thống khổ đến cực điểm, thân thể to lớn khẽ run lên, thần hồn công kích. Hai đạo hào quang vàng óng sáng lên, vương thiền và vương thiền xuất hiện ở đỉnh đầu thượng cổ cự nhân, mặt đầy sát khí. Hào quang màu lam lóe lên, ba hạt châu lóe ra hào quang màu lam xuất hiện ở bầu trời, sau khi xoay vù vù, trào ra lượng lớn nước biển màu lam, bao phủ bóng người thượng cổ cự nhân, vương thiền cùng vương thiền. Lý vô tình hơi sừng sốt, rất nhanh đã rõ, đây là có thần thông hoặc bảo vật gì không tiện để nàng nhìn thấy, lòng hiếu kỳ hại chết người. Nàng rất biết điều đứng dậy, nhìn về phía vương trường sinh, chưa thúc giục linh mục xem xét tình huống trong nước biển màu lam. Lý tiên tử, người ở nơi nào đụng phải tầm dược thử bậc bảy. Vương trường sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi, thượng cổ cự nhân bị hắn dùng ba viên định hải châu vây khốn, khẳng định không chạy được, Vương Thiền và Vương Thiền thi triển thần hồn công kích, tiêu diệt thượng cổ cự nhân không phải vấn đề. Hướng đông, cách nơi đây hơn ba ức dặm, ta vốn định bắt nó, nhưng toát ra một tên thượng cổ cự nhân, ta chỉ kiếm được một ít tinh huyết tầm dược thử, có thể lấy để luyện đan, cây tuyết xương thảo hơn hai vạn năm này là một chút tâm ý của ta, đa tả vương đạo hữu ra tay giúp đỡ. Lý Vũ Tình nói xong, lấy ra một cái bình sứ màu xanh cùng một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, ném cho vương trường sinh. Vương Trường Sinh tiếp được bình xứ màu xanh cùng hộp ngọc màu vàng, gật gật đầu. Âm âm âm, nước biển màu lam tan đi, thượng cổ cự nhân ngã ở trên mặt đất, trên người không có nghiêm trọng quá vết thương, không còn khí tức, thần hồn thượng cổ cự nhân bị Vương Thiền cùng Vương Thiền nuốt chừng, thân tử đạo tiêu. Thấy một màn như vậy, Lý vô tình trợn mắt há hốc mồm, thượng cổ cự nhân khó chơi bao nhiêu, nàng đã từng tự mình lĩnh giáo. Thượng cổ cự nhân lực lượng lớn vô cùng, còn nắm giữ thần thông hóa đá, rất khó đối phó, thủ hạ của Vương Trường Sinh rất nhanh đã giải quyết thượng cổ cự nhân. Thế này cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Nhìn từ lời nói của Vương Trường Sinh, Lý Vũ Tình phán đoán Vương Thiền và Vương Thiền là thủ hạ của Vương Trường Sinh, mà không phải thân tộc hoặc bạn tốt. Vương Trường Sinh thi triển bí thuật, thu nhỏ thi thể thượng cổ cự nhân, thu vào vòng tay chữ vật, bằng không không chứa nổi. Dùng thi thể thượng cổ cự nhân luyện chế thành con rối thú bậc bảy, khẳng định là một trợ lực lớn. Lý Tiên Tử, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm, người sớm một chút rời khỏi man hoang chi địa đi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, dẫn theo ba người bọn vương thôn thiên bay về phía đông. Lý Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi, rời khỏi nơi đây. Một ngọn núi cao ngất trong mây, chân núi có một hang động thật lớn. Một con chuột khổng lồ toàn thân màu vàng ghé vào góc dưới bên trái hang động, mắt rất nhỏ, thân thể to lớn co lại thành một cục, giống như một quả cầu thịt thật lớn. Âm âm âm, hang động vỡ tan tành, lượng lớn đá vụn rơi xuống, một bàn tay che trời màu lam từ trên trời giáng xuống, bổ về phía con chuột khổng lồ màu vàng. Mặt ngoài bàn tay che trời có một hình kỳ lân, kỳ lân tựa như vật còn sống, chạy không ngừng ở mặt ngoài bàn tay che trời, chính là kỳ lân Diệt Tiên Thủ. Chương 4853, Thiên Xu Thượng Nhân. Kỳ lân Diệt Tiên Thủ còn chưa hạ xuống, hư không xé rách ra, mặt đất xuất hiện từng vết nứt thật dài, một áp lực cường đại bao phủ xuống. Con chuột khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng rít bén nhọn, mở ra cái mồm như chậu máu phun ra một quầng sáng màu vàng bao phủ kỳ lân diệt tiên thủ cuốn vào trong miệng biến mất thôn thiên thần quang đừng nói thuật pháp dù là bảo vật yêu thú cùng người tu tiên đều có thể cắn nuốt thật là thôn thiên thần quang không sai một thanh âm vui sướng vang lên vương trường sinh đứng lơ lửng trên trời ánh mắt nhìn chằm chằm con chuột khổng lồ màu vàng phía dưới con tầm dược thử này là bậc bảy trung phẩm nó ý thức được vương trường sinh không dễ chọc ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng trốn vào lòng đất đúng lúc này vương trường sinh quát to một tiếng vang vọng phạm vi mấy vạn dặm sau đó tay phải hướng về hư không vỗ một phát không gian chấn động vặn vẹo vô số nước biển màu lam tuôn trào ra hóa thành một bàn tay màu lam bổ về phía mặt đất một tiếng nổ lớn vang lên mặt đất nứt toác ra con chuột khổng lồ màu vàng từ lòng đất bay ra hoàn toàn không còn khí tức lấy tu vi hợp thể hậu kỳ của vương trường sinh thi triển chấn thần hống tầm dược thử bậc bảy trung phẩm trực tiếp bị tiêu diệt một con chuột cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể bị vương trường sinh lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu đi tinh hồn của tầm dược thử. Hắn thu hồi thi thể tầm dược thử, búng hai ngón tay, một giải cầu vồng màu lam phóng lên cao. Một lát sau, ba người bọn vương thiền chạy tới, trên người bọn họ không có bảo vật khắc chế thần thức công kích, tránh đi rất xa. Chủ nhân, tiêu diệt tầm dược thử rồi sao? Vương thôn thiên vẻ mặt đầy chờ mong hỏi. Vương trường sinh gật gật đầu, nói, đã giải quyết, sau khi trở về lại cho người cắn nuốt, chúng ta tìm một chút nữa, tìm không thấy thì thôi. Vương thôn thiên vui sướng vô cùng, lập tức đáp ứng. Vương trường sinh hướng về phía đông nam bay đi, ba người bọn vương thôn thiên theo sát sau đó. Thiên ổ đảo, một tòa trang viên diện tích cực lớn, dịch hâm cùng dịch hoan đang ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, nói cái gì? Cơ sở ngầm chúng ta xếp vào nhân tộc báo lại, thái hạo chân nhân sắp tổ chức đại thọ, chỉ không biết hắn có phải muốn làm động tác gì lớn hay không, chỗ bạc phượng ẩn thân sẽ không bị phát hiện chứ vạn yêu kính của vạn linh môn vẫn là rất lợi hại. Vẻ mặt dịch hâm đầy lo lắng, yên tâm, cho dù bạc phượng bị phát hiện, hắn cũng không biết chỗ chúng ta ẩn thân. Ta đã sớm cân nhắc đến một điểm này, ta sắp xếp hắn tránh ở trong một chỗ bí cảnh tiềm tu, cho dù thái hạo chân nhân biết hắn ở trong bí cảnh, cũng rất khó mở ra bí cảnh. Dịch hoan tràn đầy tự tin nói, hơn 500 năm trước, ba tu sĩ hợp thể của tích tộc ở man hoang chi địa đụng phải ba người vương thanh thành, hai người chết trận, bạc phượng tránh được một kiếp, chạy trốn tới hải ngoại, tìm kiếm tộc nhân. Dịch hoan an trí hắn ở một chỗ bí cảnh, bố trí trận pháp bậc bầy, tu sĩ hợp thể tự mình khống chế trận pháp, kẻ địch muốn mạnh mẽ mở ra cửa vào cũng rất khó khăn. Vị trí của bí cảnh ở nội địa dị tộc, tu sĩ nhân tộc nếu xuất hiện ở nơi này, rất nhanh sẽ đưa tới dị tộc công kích. Cho dù bạc phượng bị bắt, cũng sẽ không bại lộ vị trí của bọn họ. Vì tránh để lộ bí mật, tộc nhân khác cũng không biết chỗ dịch hâm cùng dịch hoan ẩn thân, chỉ biết bọn họ ở hải ngoại vẫn phải cẩn thận một chút tăng mạnh đề phòng dịch hâm dặn dò dịch hoan gật đầu đáp ứng thanh liên đảo thanh liên phong uông như yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh vương trung thần đang báo cáo tình huống cho nàng hắn khởi động không ít mật thám đều chưa thể tìm được tung tích của tu sĩ tích tộc nếu dễ bị tìm được như vậy dư nhiệt tích tộc đã sớm bị giết xuất phát từ phương diện tài nguyên tu tiên cũng không có thu hoạch sao uông như yên nhíu mày hỏi không có theo cháu phân tích dư nhiệt tích tộc ở hải ngoại khẳng định không nhiều, bằng không rất dễ dàng bại lộ, rất ít liên hệ với nhau, chỉ số ít cao tầng biết tung tích dịch hâm. Vương Trung Thần phân tích, tích tộc tốt xấu gì cũng xương bá một phương, nội tình thâm hậu, căn bản không có khả năng thiếu tài nguyên tu tiên, xác suất ra ngoài mua tài nguyên tu tiên không lớn. Vương kiêu thế nào rồi? Uông như yên phân phó, theo mật thám của chúng ta ở trong dị tộc phản hồi, hắn đã trà trộn vào kim cưu nhất tộc, nhưng kim cưu nhất tộc thực lực cũng không mạnh, nhắm chừng hắn còn chưa tiếp xúc đến cơ mật quan trọng gì đi. Bằng không đã trở lại báo cáo, vương trung thần báo cáo, uông như yên có chút thất vọng, hỏi vài câu, bảo vương trung thần lui xuống. Năng lực làm việc của vương trung thần vẫn kém một chút, nếu để vương xuyên minh truy tra, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì. Tính toán thời gian, khóa linh bảo thuyền của Hàn gia còn cần hơn 500 năm mới xuất phát. Cũng sắp trôi qua 20 năm rồi, phu quân sao còn chưa trở về. Uông như yên lẩm bẩm Đại thọ của Vương Trường Sinh sắp tổ chức, đã có không ít khách khứa tới. Đã về rồi, cuối cùng không đi tay không một chuyến. Một giọng nam tử vui vẻ vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Như thế nào, tìm được dư nghiệt tích tộc rồi, Uông Như Yên tò mò hỏi, chương 4854, Đại thọ 1. Không có, nhưng đã tiêu diệt một con tầm dược thử bậc 7 trung phẩm, nó nắm giữ thôn thiên thần quang, chúng ta chậm chạp tìm không thấy, liền dứt khoát trở lại chờ qua xong đại thọ, ta không tin tìm không thấy người này. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, thật không dễ gì mới mượn được vạn yêu kính, đương nhiên không thể nhanh như vậy đã trở về, phải dùng thêm một đoạn thời gian. Cũng chỉ có thể như thế, mật thám ám đường ở dị tộc hải ngoại cũng chưa thu được tin tức, xem ra tích tộc quả thật rất cẩn thận, muốn tìm được dư nghiệt tích tộc rất khó khăn. Uông như yên thở dài nói, Vương Trường Sinh gật đầu nói, nếu dễ tìm được như vậy, bọn họ đã sớm bị giết, dùng nhiều một ít thời gian, chỉ cần có thể tìm được bọn họ là được, nói không chừng có thể ở trên lễ mừng đại thọ đổi đến bảo vật gì kỳ lạ, do đó tìm được tung tích của bọn họ. Đúng rồi, thất tình thương minh minh chủ thiên su thượng nhân tự mình tới chúc thọ tràng, tạm thời ở thanh liên đảo. Uông như yên nhớ tới cái gì, nói, thiên su thượng nhân, ta đi gặp một lần, nói không chừng có tin tức khảm nguyên ngọc. Vương trường sinh hỏi rõ điểm dừng chân của thiên su thượng nhân, rời khỏi thanh liên phong, tới bên ngoài một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, trong thung lũng tràn ngập một làn sương mù màu trắng, Vương Trường Sinh phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, một đạo hào quang màu bạc từ trong thung lũng bay ra, là một ông lão áo bảo trắng tinh thần phấn chấn, khuôn mặt trắng trẻo, mang theo nụ cười mỉm, nhìn qua bình dị gần gũi. Thiên Xu thượng nhân, hợp thể trung kỳ, minh chủ thất tinh thương minh. Vương đạo hữu, chúc mừng nha. Thiên Xu thượng nhân hai tay ôm quyền, cười chúc mừng. Vương gia là gia tộc tu tiên quật khởi nhanh nhất huyền linh đại lục gần vạn năm qua, Muốn nói thế lực nhân tộc quật khởi nhanh nhất, đương nhiên là Trấn Hải Cung. Vương gia dựa lưng vào Trấn Hải Cung, anh tài không ngừng, trước mắt đã là một trong 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, nói không chừng tương lai sẽ xuất hiện tu sĩ đại thừa. Thất tình Thương Minh vẫn luôn muốn làm sâu sắc thêm quan hệ với Vương gia, mãi không tìm được cơ hội nào, cao tầng Vương gia cũng không tổ chức đại thọ, lễ mừng hợp thể cũng chưa từng tổ chức mấy lần, tương đối thu mình. Một lần này, Thái Hạo chân nhân tổ chức đại thọ, phát thiệp mời rộng khắp thiên su thượng nhân nhận được tin tức, tự mình tới chúc mừng. Một đạo hữu đại giá quang lâm, vẻ vang cho thanh liên đảo. Vương trường sinh khách khí nói, thiên Xu thượng nhân và vương trường sinh đi vào trong thung lũng, tới một tòa đình đá sáu cạnh màu xanh ngồi xuống, một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu bưng một cái khai màu xanh đi tới, trên cái khai màu xanh bày một cái ấm trà màu xanh tinh xảo đẹp đẽ cùng hai cái chén trà màu vàng. Thiếu nữ váy xanh mặt trái xoan, miệng anh đào mũi dọc dừa, da như mỡ đông, nhìn khí tức của nàng, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư, trên quần áo theo hình hoa đỗ quyên. Đỗ quyên tiên tử, luyện hư hậu kỳ, nàng là hậu nhân của thiên su thượng nhân. Đỗ quyên tiên tử buông chén trà, cầm lấy ấm trà rót hai chén linh trà nóng hầm hập, nước trà đỏ như máu, tản mát ra một mùi máu tanh thoang thoảng. Vương đạo hiếu, đây là linh trà huyết thiềm trà chỉ huyền quang đại lục huyết ảnh tộc có, có hiệu quả lớn mạnh khí huyết, tu sĩ cấp thấp uống hiệu quả rất tốt, căn cơ có thể vững chắc một chút. Thiên su thượng nhân mỉm cười giải thích, Vương Trường Sinh nâng chén trà lên, uống một ngụm, nước trà có chút đắng, vào bụng không bao lâu, bụng hơi nóng lên, hướng về tứ chi bách hải khuếch tán. Ngay từ đầu, Vương Trường Sinh cảm giác tắm rửa dưới ánh mặt trời, toàn thân ấm áp, một lát sau, hắn cảm giác toàn thân nóng rát, như rơi vào núi lửa, sắc mặt hắn chậm rãi biến thành màu đỏ, làn da cũng chậm rãi đỏ lên. Vương Trường Sinh vội vàng vận công, rất nhanh khôi phục bình thường. Mộc đạo hiếu, thất tinh thương mình các ngươi làm ăn rất lớn nha cũng ở Huyền Quang Đại Lục thiết lập chi nhánh rồi." Vương Trường Sinh cười nói, "Vương Đạo Hữu nói đùa rồi, đây là lục đạo hữu đến từ Huyền Quang Đại bán cho Thất Tinh Thương Minh chúng ta. Lão phu cũng muốn làm ăn ở Huyền Quang Đại Lục, lại chưa có cái thực lực đó." Thiên Xu thượng nhân cười khổ nói, "Thất Tinh Thương Minh chủ yếu là làm ăn ở Huyền Linh Đại Lục, ở Thanh Ly Hải vực có mấy chỗ chi nhánh, có khóa linh bảo thuyền, lui tới vẫn là rất tiện lợi. Tu sĩ Huyền Linh Đại Lục muốn đi Huyền Quang Đại Lục, trên cơ bản chỉ có thể băng qua hải vực." không phải ai cũng ngang tàng giống huyền thanh tử, luyện chế ra một chiếc khóa linh bảo thuyền, chạy ở khắp huyền dương giới. Vượt qua hải vực vẫn rất nguy hiểm, mình chủ đời trước nữa của thất tinh thương mình có tu vi hợp thể hậu kỳ, liên hợp nhiều vị tu sĩ hợp thể vượt qua hải vực tới huyền quang đại lục, cũng không biết đến được huyền quang đại lục hay không, bản mạng hồn đang lục tục tắt. Vương Trường Sinh cười cười, khách sáo vài câu với thiên su thượng nhân, nói tới việc chính, mộc đạo hiếu, thất tình thương minh các người có cấm linh tỏa thiên phù hoặc là phù triện bậc bảy đặc thù khác hay không? Vương mỗ muốn lấy đồ vật để đổi, cho dù tìm được chỗ dư nghiệt tích tộc ẩn thân, nói không chừng trận pháp rất mạnh, rất khó phá đi, dù sao tích tộc không phải chủng tộc bình thường, tổ tiên cũng từng phát, xuất phát từ cẩn thận, kiếm được một tấm cấm linh tỏa thiên phù, như vậy ổn thỏa một chút. chương 4855, Đại Thọ 2 Cấm linh tỏa thiên phù, thất tình thương mình chúng ta quả thật kiếm được một tấm, nhưng phù này cực kỳ quý giá, hứa đạo hữu huyền thanh phái cũng đang hỏi thăm cấm linh tỏa thiên phù. Thiên su thượng nhân vẻ mặt khó xử, thương nhân trục lợi, hắn nếu là rất sảng khoái lấy ra cấm linh tỏa thiên phù trao đổi, vậy chỉ là đơn thuần giao dịch. Nếu tu sĩ hợp thể của huyền thanh phái cũng đang tìm kiếm cấm linh tỏa thiên phù, thiên su thượng nhân bán cấm linh tỏa thiên phù cho vương trường sinh, vương trường sinh còn phải nợ ân tình hắn. Một đạo hữu chúng ta thẳng thắn, người nói cái giá đi. Cấm linh tỏa thiên phù tất nhiên quý giá, cũng không phải huyền linh đại lục mới có, ta tin tưởng đi Bắc Hàn băng nguyên, càn nguyên đại lục hoặc thiên linh đại lục, dùng nhiều thời gian một chút, trung quy có thể đạt được một tấm cấm linh tỏa thiên phù. Vương Trường Sinh nói thẳng, nghe nói vương gia các người có hai loại phù triện bậc bảy uy lực khá lớn, thiên cương thần lôi phù cùng huyền thủy giáp nguyên phù, lão phu rất có hứng thú, còn dối thú bậc sáu của vương gia các người cũng rất không tồi, còn có thứ khác ta soạn ra một danh sách trao đổi, vương đạo hữu thấy thế nào. Thiên Xu thượng nhân lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức vương trường sinh đảo qua, bên trong liệt kê nhiều loại hàng hóa hút khách của vương gia, con rối thú thành bộ, con rối bậc sáu, huyền thủy giáp nguyên phù, thiên cương thần lôi phù, phù binh, trận phù vân vân. Nhiều thứ như vậy tự nhiên không phải đổi một tấm cấm linh tỏa thiên phù, thất tinh thương minh lấy ra một đống tài nguyên tu tiên trao đổi với vương gia. Việc này giao cho bọn tiểu bối đi đàm phán đi, đa tạ, mộc đạo hiếu, ngày sau cần vương gia chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Vương trường sinh khách khí nói, đây đương nhiên là lời khách sáo, cái này phải xem thiên su thượng nhân đưa ra yêu cầu gì. Vũ Đình, chuyện này giao cho ngươi, thiên su thượng nhân phân phó. Hắn coi Mộc Vũ Đình như người nối nghiệp để bồi dưỡng, một số việc làm ăn quan trọng giao cho Mộc Vũ Đình đi xử lý, cũng là để nàng thích góp kinh nghiệm. Vâng, Lão Tổ Tông, Mộc Vũ Đình đáp ứng, Vương Trường Sinh và Thiên Xu Thượng Nhân bắt đầu nói chuyện phiếm, từ huyền linh đại lục tán gẫu tới thanh ly hải vực, sau đó lại tới tích tộc. Nhiều năm trôi qua như vậy, dư nhiệt tích tộc mãi chưa bị phát hiện. Cũng thật biết trốn nha, Vương Trường Sinh cảm khái nói, dù sao tích tộc thời kỳ cường thịnh có thể vượt trên nhân tộc chúng ta một bậc, nội tình thâm hậu, nhắm chừng đã sớm sắp xếp sẵn đường lui, dư nhiệt tích tộc không dễ bị tìm được như vậy. Hứa đạo hữu huyền thanh phái từng ở man hoang chi địa phát hiện hai cứ điểm tích tộc, đánh hạ hai nơi cứ điểm này, siêu hồn đối với kẻ cầm đầu, kẻ cầm đầu căn bản không biết tung tích của dịch hâm. Thiên Xu thượng nhân chậm rãi nói, những năm qua, các thế lực lớn của nhân tộc đều đang tìm dương nhiệt tích tộc, thật ra cũng tìm được một ít tu sĩ tích tộc, nhưng đều là nhân viên vòng ngoài, cơ mật bọn họ biết cũng không nhiều, không có ai biết tung tích cụ thể của dịch hâm. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, vương trường sinh cáo từ rời khỏi. Hai tháng kế tiếp, lượng lớn khách khứ chạy tới Thanh Liên Đảo, Diệp Thiên Tuyết, Tây Môn Long, Lý Vũ Tình, Triệu Vân Tiêu, Trịnh Thu Nguyệt, Công Tôn Ưởng. Nhiều vị tu sĩ hợp thể đều tới chúc mừng, Thanh Liên Đảo tụ tập hơn 20 vị tu sĩ hợp thể, nhân viên các thế lực lớn đi theo cộng lại có hơn vạn người, đây còn là vương gia hạn chế số lượng nhân viên đi theo của thế lực nhỏ, bằng không số lượng khách khứa càng nhiều hơn. Thanh Liên Phong, một tòa trang viên diện tích cực lớn, bọn vương trường sinh hơn 20 vị tu sĩ hợp thể tụ tập ở trong một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh, uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Tiên Tử, triệu đạo hữu gần đây khỏe không? Vương Trường Sinh nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết, hỏi tình huống Thái Dương chân nhân. Làm phiền Vương Đạo Hữu quan tâm, sư phụ rất khỏe, lão nhân gia đang bế quan tu luyện. Diệp Thiên Tuyết cười nói, nói chuyện phía một lát, Phương Trường Sinh đề nghị lấy ra đồ vật trao đổi, các tu sĩ đều không từ chối. Phương Trường Sinh lấy ra trung phẩm thông thiên linh bảo, con dối thú bậc 6, tài liệu pháp tướng. Nhiều loại tài liệu, thậm chí hóa lôi phù cũng lấy ra một tấm, chưa đổi được khảm nguyên ngọc, hóa lôi phù cũng chưa trao đổi ra ngoài. Đương nhiên, Phương Trường Sinh lấy ra hóa lôi phù cũng không phải muốn đổi khảm nguyên ngọc, mà là tài liệu độ kiếp cấp cao, cũng là triển lãm thực lực của mình. Nhìn thấy vương trường sinh lấy ra hóa lôi phù có thể suy yếu uy lực đại thiên kiếp của tu sĩ hợp thể, tu sĩ hợp thể bọn công tôn ưởng ngoài sự kinh ngạc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét hâm mộ. Không có trận pháp bậc bảy vậy chuẩn bị thêm vài món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Bảy ngày sau, một quảng trường đá diện tích cực lớn, vương trường sinh ngồi ở trên cao nhất, hơn vạn tu sĩ chia ra ngồi ở hai bên, dựa theo tu vi vào ngồi hơn 20 vị tu sĩ hợp thể ngồi ở vị trí gần phía trước, các thế lực lục tục lên tặng quà. Đây là lần đầu tiên vương trường sinh tổ chức đại thọ, tổ chức rất náo nhiệt, thế lực phụ thuộc cũng nhân cơ hội này đại biểu lòng trung thành, tặng gia linh dược vạn năm cùng tài liệu luyện khí bậc bảy. Trường 4856, tìm được mục tiêu. Ở trong rất nhiều thế lực phụ thuộc, quả của Lam Phúc không quý trọng nhất, thứ quý giá nhất là một cây cản băng hoa ba vạn năm, cũng không biết Lam Phúc không từ đâu kiếm được một cây cản băng hoa ba vạn năm, còn lấy ra tặng cho Vương Trường Sinh, thế lực phụ thuộc khác cũng không xa hoa như vậy. Lam Tiểu Hữu có lòng rồi, không ngại ở Thanh Liên đảo thêm vài ngày. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, giữ lại Lam Phúc không thêm vài ngày, thể hiện thân cận. Vãn bối tuân mệnh, Lam Phúc không đáp ứng, vẻ mặt đầy nịnh nọt, tầng bốc, một lần sau Vương ra lại tổ chức lễ mừng cỡ lớn, nghĩ hẳn là lễ mừng đại thừa của Vương tiền bối. Không gì mạnh hơn lời nịnh hót cả, Vương Trường Sinh biết rõ Lam Phúc không là nịnh bợ, nhưng nghe rất thoải mái đa tả các vị chạy tới chúc thọ vương mỗ ta kính mọi người một chén vương trường sinh dơ chén rượu uống một hơi cạn sạch kính vương đạo hữu vương tiền bối các tu sĩ đều bưng chén rượu lên đáp lễ vương trường sinh tiếng của các tu sĩ quanh quẩn ở trên không quảng trường vạn tu tới chúc mừng một ngày này cũng được tộc lão vương ra viết vào tộc sử đây là một lần việc trọng đại lớn nhất từ khi vương ra thành lập tới nay hơn hai canh giờ sau tiệc tan các tu sĩ lục tục rời khỏi tu sĩ hợp thể bọn Tây Môn Long thân cận với vương gia tạm thời ở lại Thanh Liên Đảo, ở tạm một đoạn thời gian. Vương Mô Hâm là đường chủ kinh mậu đường, phụ trách công việc đàm phán trao đổi với Mộc Vũ Đình, có kết quả báo cáo với Vương Mô Sơn, Vương Mô Sơn lại báo cáo cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhiệt tình chiêu đãi đám người Tây Môn Long, bày tỏ thân cận, hơn một tháng sau, bọn họ lục tục cáo từ rời khỏi. Vương Đạo Hiếu, sư phụ nhờ ta chuyển lời, người có từng gặp được vị tu sĩ kia đổi cho người cửu giao cổ không? Diệp Thiên Tuyết mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, nói không. Diệp Thiên Tuyết có chút thất vọng, nói được rồi. Quấy dày nhiều ngày, tiểu muội cũng cần phải trở về, ngày khác lại đến làm khách, cáo từ. Nói xong lời này, Diệp Thiên Tuyết rời khỏi thanh liên đảo. Hôm sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cải trang dịch dung, lặng lẽ rời khỏi thanh liên đảo. Bọn họ mang theo vạn yêu kính, tính xâm nhập địa bàn dị tộc, tìm kiếm dư nghiệt tích tộc. Thanh ly hải vực, thiên long đảo, một tòa trang viên diện tích cực lớn, mộ vô tình đang nói cái gì với một ông lão áo bảo xanh dáng người cường tráng. Hắn thật sự nguyện ý làm việc cho chúng ta, sẽ không là gạt chúng ta chứ, mộ vô tình nhíu mày nói, hẳn là sẽ không, hắn tự xưng có biện pháp tìm được long thanh phong, sau khi xong việc, hắn muốn chúng ta cung cấp bảo vật độ kiếp, giúp hắn vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư, nhưng chúng ta cần trả trước cho hắn hai món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Ông lão áo bảo báo cáo theo sự thật hai món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Hư, nói thật nhẹ nhàng, nhớ đâu hắn chuồn mất, chúng ta không phải thiệt thòi lớn. Mộ vũ tình nhíu mày nói, ông lão áo bảo xanh nói tiếp, hắn bằng lòng để lại lời thề với ta ở trên huyền linh cấm thư, cũng không sợ hắn gạt chúng ta. Hắn là nhân tộc, lại có tu vi hợp thể trung kỳ, bắt giữ một tu sĩ luyện hư hẳn là không khó. Hắn có cách nào tìm được Long Thanh Phong, sẽ không là khoác lác chứ. Mộ vũ tình nhíu mày nói, hắn chăn nuôi một con vệ giao thú bậc bảy loại yêu thú này là thiên địch của giao long ở trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được khí thức của giao long long thanh phong nếu còn ở huyền linh đại lục quá nửa là tránh ở vùng hoang vu dã ngoại hoặc phường thị lớn khẳng định chạy không được trên tay hắn có một món bảo vật có thể nhìn thấu dung mạo thật của tu sĩ không đến mức tạo thành trò hề ông lão áo bảo xanh giải thích trước cho hắn một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự sau khi xong việc lại cho hắn thứ còn lại nhưng lời xấu nói ở trước, hắn không thể động vào thứ trên người Long Thanh Phong, nếu không giết không tha. Mặt khác, từ trong tộc chúng ta phái vài tu sĩ hợp thể tới huyền linh đại lục phối hợp hắn, nhất định phải mang về món đồ đó, tốt nhất là bắt sống Long Thanh Phong, hắn có thể sẽ giấu món đồ đi. Để hắn tự bạo, đồ liền không tìm được nữa. Mộ vô tình phân phó, ông lão áo bảo xanh đáp một tiếng, nhận lệnh mà đi. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, hơn 300 năm thời gian trôi qua. Hướng Tây Nam huyền linh đại lục, mảng hải vực nào đó gió biển thổi từng cơn một đàn hải âu màu xanh từ trên cao bay qua tốc độ cũng không nhanh một con cá voi thật lớn toàn thân màu lam nổi lên mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn lưng con cá voi tự động mở ra lộ ra một chỗ hồng vương trường sinh cùng uông như yên từ trong đó bay ra sắc mặt ngưng trọng mi tâm uông như yên có một con mắt màu đỏ chính là ly hỏa chân đồng hình như là bí cảnh uông như yên nhíu mày nói cuối cùng đã tìm được hắn cũng thật biết trốn trốn ở bí cảnh, hại chúng ta lãng phí lượng lớn thời gian. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Bọn họ bình thường đều ở trong cơ thể con rối động vật biển, đi khắp nơi tìm kiếm tích tộc, trên đường từng đụng tới yêu thú bậc bảy hoặc dị tộc hợp thể kỳ, có thể tránh đi thì tránh đi, tránh không được thì tiêu diệt. Lấy thực lực của bọn họ, dị tộc dưới đại thừa cũng không ngăn được bọn họ. Chương 4857, Vương Trụ 1. Bọn họ thường xuyên lẻn vào phụ cận hang ổ một số chủng tộc, uông như yên thúc giục ly hỏa chân đồng xem xem có thể phát hiện tích tộc hay không đáng tiếc đều chưa phát hiện tích tộc hải ngoại thật sự quá lớn lấy vạn ức dặm để tính cái này cũng không giống vượt qua hải vực vượt qua hải vực là đường thẳng chọn lựa con đường ngắn nhất mà tìm kiếm tích tộc bọn họ cần đi khắp nơi thậm chí nơi từng đi qua có thể sẽ trở về ai có thể cam đoan kẻ địch ở mãi một chỗ bất động nếu không bọn họ cũng sẽ không hao phí thời gian dài như vậy nơi này là địa bàn của băng sư nhất tộc Băng sư nhất tộc chính là phụ thuộc trung thành của Kim Lân tộc, thực lực tổng thể cường đại, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng mới được, kinh động băng sư nhất tộc thì phiền toái. Uông Như Yên nhắc nhở, nơi này cách Thanh Liên đảo xa mấy vạn ức dặm, xâm nhập nội địa dị tộc, thế này nếu như bị dị tộc hợp thể phát hiện, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra ba viên Định Hải Châu, bấm pháp quyết. Ba viên Định Hải Châu nở rộ linh quang, nhập vào đáy biển biến mất. Ngay sau đó, nước biển kịch liệt quay cuồng, ba vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, phong tỏa khu vực phạm vi trăm dặm, một màn nước màu lam nằm ngang ở trên mặt biển, không nhìn thấy tình huống bên trong. Uông Như Yên lấy ra phá linh toa, đánh vào một pháp quyết, phá linh toa nở rộ linh quang, đánh về phía hư không nơi nào đó, hư không nổi lên một trận gợn sóng, xuất hiện từng vết nứt, nhưng rất nhanh, vết nứt đã khép lại. Có chút thú vị, xem ra trận pháp sư bậc bảy của tích tộc tự mình bố trí trận pháp, phá linh toa rất khó phá vỡ. Vương Trường sinh nhíu mày, lấy ra phá thiên trùy, rót pháp lực vào, phá thiên trùy nở rộ ra linh quang chói mắt, đập về phía hư không nơi nào đó. Hộ pháp trưởng lão hư thiên nhất tộc bằng vào trọng bảo này, cũng có thể xâm nhập huyền linh động thiên, vương trường sinh phá vỡ cửa vào một chỗ bí cảnh cũng không khó. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, xé rách ra, xuất hiện một chỗ hổng lớn cả trường. Vương trường sinh thu hồi định Hải Châu, tung người bay vào, chỗ hổng rất nhanh khép lại. Uông như yên thủ ở bên ngoài, phòng ngừa tích tộc chạy ra, bảo đảm không chút sơ suất. Vương Trường Sinh cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở một mảng không gian linh khí dư thừa, có thể nhìn thấy không ít thực vật cùng chim bay cá nhảy. Vương Trường Sinh lấy ra vạn yêu kính, đánh vào một pháp quyết, mặt gương chợt toát ra vô số phù văn huyền ảo, một cái kim đồng hồ màu máu bỗng dưng hiện lên, chỉ hướng tây bắc. Hắn bay về phía tây bắc, không qua bao lâu, một ngọn núi cao ngất trong mây chiếu vào mi mắt, đỉnh núi bị một mảng sương mù màu vàng dày đặc bao phủ nắm tay phải vương trường sinh nở rộ ra một đợt hào quang màu lam chói mắt đánh ra một cú đấm hư không truyền đến một đợt tiếng xé gió chói tai vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trên cao lao xuống hướng thẳng đến ngọn núi cao nắm đấm khổng lồ lưu lại ở trên hư không một vệt trắng hư không xé rách ra tựa như không chịu nổi luồng lực lượng này nhìn từ mặt đất như có một vẫn thạch màu lam thật lớn cắt qua bầu trời đánh về phía mặt đất nắm đấm khổng lồ còn chưa hạ xuống, mặt đất nước toát ra, đất đá nổ tung, thảo mộc hóa thành bột phấn. Âm âm âm, ngọn núi cao kịch liệt chấp lên, khói bụi đầy trời. Thần thức phương trường sinh cảm ứng được khí thức của mấy chục tu sĩ, trong đó có hai tu sĩ hợp thể. Hắn quát to một tiếng, thanh âm quanh quẩn không dứt ở trong phạm vi vạn dặm, lượng lớn tu sĩ trực tiếp bị gạt bỏ. Một đạo độn quang màu vàng bắn ra, là một ông lão áo bảo màu máu dáng người béo lùn, mặt tròn mắt nhỏ, mắt đỏ như máu, ngực đeo một cái khóa ngọc lóe ra hào quang màu bạc, rõ ràng là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Người này có bảo vật khắc chế thần thức công kích, lúc này mới có thể may mắn thoát nạn. Vương đạo hữu tha mạng, tha mạng, ta nguyện ý quy thuận ngươi, làm nô làm tỳ, tha ta một mạng. Ông lão áo bảo màu máu đau khổ cầu xin, nhiều con thần lằn cỡ nhỏ từ trong khói bụi bay ra. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, Vương Thiền từ vòng tay linh thú bay ra, phun ra vô số đạo hào quang vàng óng mảnh khảnh đánh chúng những con thần lằn cỡ nhỏ kia, siêu hồn đối với chúng nó. Bọn họ cũng không biết tung tích của dịch hâm, Vương Thiền mở miệng nói, hắn cắn nuốt tinh hồn của kẻ địch, có thể biết tin tức kẻ địch nắm giữ. Ta có thể đưa Vương Đạo Hiếu tìm được dịch hâm, Vương Đạo Hiếu, đừng giết ta, tha ta một mạng, ta thật không dễ dàng gì mới đi tới hôm nay, ta không muốn chết. Ông lão áo bảo màu máu đau khổ cầu xin, Vương Trường sinh hơi sừng sốt, hắn còn cho rằng tích tộc đều là xương cứng cơ, không ngờ cũng có loại nhu nhược dẫn ta tìm được dịch hâm, ta dựa vào cái gì tin ngươi, ta siêu hồn đối với ngươi, không phải cũng tìm thấy hắn. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, hắn cực kỳ cẩn thận, đều là để tín sứ thông qua trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ hắn, ta chính là một tín sứ trong đó, ta không biết vị trí cụ thể của hắn, nhưng ta có cách dẫn Vương Đạo Hữu tìm được hắn. Ông lão áo bảo màu máu giải thích. Trường 4858, Vương Chu 2. Trận pháp đưa tin cỡ lớn, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, bố trí trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ quả thật an toàn khó trách tìm mãi không thấy dịch hâm hắn không trực tiếp tiếp xúc với tu sĩ tích tộc khác quả thật rất khó liên hệ người có thể liên hệ được dịch hâm người thân là tích tộc thế mà sẽ làm phản vương trường sinh tựa cười mà không cười nói ta có thể liên hệ được hắn nhưng ta cũng không biết một đầu khác của trận pháp đưa tin chính là chỗ ẩn thân của dịch hâm nhưng khẳng định là tâm phúc của hắn dịch hâm căn bản không ra làm sao ỉ vào là thiếu tộc trưởng tài nguyên tốt nhất đều ở trên người hắn, chúng ta lấy đến tay chỉ có một chút như vậy, đặc biệt bảo vật độ kiếp, xin không nhất định có thể vận dụng. Đạo lữ của ta bị dị tộc đả thương, gặp đúng lúc đại thiên kiếp lần thứ tư tiến đến, chờ bên trên phê chỉ thị xuống, đạo lữ của ta đã chết ở dưới đại thiên kiếp. Ông lão áo bảo màu máu nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy tức giận. Chỉ với ít ỏi mấy thứ hắn cho, ta giúp hắn đưa tin vài lần đã xứng với hắn rồi, một lần này còn mang bạc phượng xếp vào một chỗ cứ điểm này của ta, bọn hắn chưa từng cân nhắc đến vương đạo hữu sẽ tìm tới cửa. Không, bọn hắn đã cân nhắc đến, cùng lắm thì hy sinh chúng ta, bảo toàn dịch hâm. Bọn hắn gõ bàn tính vang dội, lão phu cũng không phải kẻ ngốc, ta vì sao phải tử chiến vì bọn hắn. Muốn bọn họ hy sinh không sao, lợi ích phải cho đủ chứ. Đã muốn bọn họ vì tích tộc tử chiến đến cùng, lại không muốn cho thêm một ít tài nguyên, đặc biệt bảo vật độ kiếp cấp cao, đều ở trên tay dịch hâm. Thành thật phối hợp ta, để ta siêu hồn, nếu ngươi hữu dụng ta cũng có thể lưu lại ngươi vương trường sinh nói xong há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam hóa thành một con hỏa phượng màu lam lớn cả trường chính là lưu ly băng diễm hỏa phượng màu lam vừa xuất hiện nhiệt độ trong phạm vi vài dặm đột nhiên giảm xuống mặt đất bắt đầu kết băng băng diễm bậc bảy trong mắt ông lão áo bảo màu máu lóe lên sự ngạc nhiên vẻ mặt đầy kính sợ lão căn bản không phải đối thủ của vương trường sinh nếu thật sự tử chiến lão khẳng định sẽ mất mạng Hỏa phượng màu lam hướng về bay đi ông lão áo bảo màu máu, đánh vào trên người lão, thân thể lão lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, đầu chưa kết băng. Vương trường sinh tung người bay tới, tay phải ấn về phía đầu ông lão áo bảo vàng, thi triển thuật siêu hồn. Bản thể ông lão áo bảo vàng là một con bách mục huyết diếm chu, sinh tồn ở man hoang chi địa, dưới cơ duyên xảo hợp dùng thiên tài địa bảo ngọc đồng kim chi, hóa thành hình người, trùng hợp bị một tên luyện hư kỳ tích tộc tên là dịch giao đụng tới, mang về tích tộc từ đó về sau làm việc cho tích tộc đặt tên là dịch chu qua thời gian dài hắn cùng dịch giao sinh ra cảm tình kết làm song tu đạo lữ cao tầng tích tộc phái bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm bọn họ chưa bao giờ có bất cứ câu oán hận nào đi theo làm vì tùm bỏ rất nhiều sức trước khi tích tộc bị diệt bọn họ phụng lệnh đến hải ngoại xây dựng cứ điểm ngay từ đầu còn tốt thời gian dài mâu thuẫn liền lớn vì phòng ngừa bị dị tộc phát hiện bọn họ ru rú trong nhà không thể đi phường thị dị tộc mở mua hoặc trao đổi tài nguyên tu tiên chỉ có thể do bên trên phát cho tài nguyên tu tiên thứ khác còn tốt bảo vật độ kiếp cần xin trước dịch giao tu luyện gặp phải bình cảnh bọn họ ra ngoài tìm kiếm du lịch bất hạnh bị dị tộc hợp thể phát hiện liên thủ tiêu diệt cường địch dịch giao cũng bị thương nặng vừa vặn phải độ đại thiên kiếp lần thứ tư vội vàng hướng bên trên xin bảo vật độ kiếp chờ trả lời xuống dịch sao đã chết ở dưới đại thiên kiếp từ đó về sau hắn liền sinh ra ý niệm phản bội tích tộc mấy trăm năm trước một vị tu sĩ hợp thể trung kỳ tên là bạc phượng bị an trí ở một chỗ bí cảnh này dịch chu biết được bạc phượng là từ man hoang chi địa trốn tới lo lắng lọt vào nhân tộc hợp thể đuổi giết cố ý an trí ở cứ điểm chỗ dịch chu an trí bạc phượng ở nơi nào không tốt cứ phải an trí ở cứ điểm chỗ hắn dịch chu liền càng thêm kiên định ý niệm phản bội tích tộc sau khi dịch giao chết hắn đảm nhiệm chức vụ tín sứ phụ trách liên hệ với bên trên bảo vật hắn đeo trên ngực là thiên hoa tỏa có thể suy yếu thần thức công kích, di vật của dịch sao. Vương Trường Sinh vừa đánh vào, hắn không chút do dự đầu hàng, tu vi hắn không cao, tử chiến cũng không chạy thoát. Ta có thể nhận ngươi, nhưng ngươi không sợ ta sau này đổi ý giết ngươi. Vương Trường Sinh tựa cười mà không cười nói. Lão nô nào có tư cách đàm phán điều kiện, chủ nhân thần thông quảng đại, lão nô ở trước mặt ngài chỉ là một con kiến cường đại một chút, phản bội chủ nhân chính là chết. Dịch Chu rất tự mình hiểu lấy, mấy ngàn năm trước, tu sĩ hợp thể trung kỳ cũng không ngăn được thanh liên tiên lữ, lấy tu vi hợp thể sơ kỳ của hắn, vương trường sinh thật muốn giết hắn, hắn chạy cũng không chạy được, đàm phán điều kiện. Kẻ yếu có tư cách gì đàm phán điều kiện, làm người phải rõ địa vị của mình, hắn thực dám ép vương trường sinh phát ra lời thề hoặc ký khí ước, nói không chừng trực tiếp bị giết, hắn không dám đi cược vương trường sinh nhất định không giết hắn, thua không nổi. Trường 4859, tiêu diệt dư nhiệt tích tộc 1. Về sau ngươi tên là Vương Chu đi, Dịch chu cái tên này quá khó nghe, dẫn ta tìm được dịch hâm, giúp ta tiêu diệt hắn, ta cung cấp bảo vật cho người độ đại thiên kiếp lần thứ ba. Vương trường sinh hứa hẹn, hạ nhiều tầng cấm chế. Hắn rất hài lòng thái độ của dịch chu, ngoài ra, hắn quả thật cần dịch chu giúp, dịch chu là một độc tu, tinh thông độc công, ở một số chỗ nào đó có thể phát huy công dụng. Vâng, lão nô tuân mệnh, vương chu thành thật đáp ứng. Lão lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh, đưa cho vương trường sinh, cung kính nói, chủ nhân, đây là chìa khóa ra vào bí cảnh, nơi này không ít linh dược nhiều năm tuổi, không có chìa khóa, rất khó tiến vào. Vương Trường Sinh nhận lấy lệnh bài, thả ra bọn Vương thôn Thiên, để bọn họ lục soát đi tài vật của tu sĩ tích tộc, hái lấy linh dược năm tuổi tương đối cao, sau đó bọn họ rời khỏi bí cảnh. Ngoài bí cảnh, Uông Như Yên đứng ở trên lưng con rối cá voi. Không gian chấn động vặn vẹo, một chỗ hồng lớn cả trượng bóng dưng hiện lên, Vương Trường Sinh và Vương Chu bay ra, chỗ hồng nhanh chóng khép lại phu quân, hắn là, uông như yên hơi sừng sốt, lão nô vương chu, là thủ hạ chủ nhân mới thu, bái kiến chủ mẫu. Vương chu kho mình hành lễ, vẻ mặt cung kính, đi thôi, dẫn chúng ta đi tìm bọn hắn. Bốn người bọn vương trường sinh theo chỗ hổng bay vào trong cơ thể con rối cá voi, cá voi màu lam lặn vào đáy biển, biến mất không thấy nữa. Thiên ổ đảo, một gian mật thất, dịch hâm ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, đôi mắt khép hờ, trên vách đá khắc họa lượng lớn phù văn màu vàng, trong góc có một tòa truyền tống trận lớn hơn trăm trượng. Đột nhiên, một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mật thất kịch liệt chớp lên, kèm theo một đợt tiếng gõ chiêng vang lên, dịch hâm cảm giác thần hồn sắp xé rách ra. Không ổn, địch tấn công, dịch hâm biến sắc hẳn, phản ứng đầu tiên chính là địch tấn công. Từ khi bọn họ dọn đến thiên ổ đảo, thiên ổ đảo chưa bao giờ gặp tập kích, đây vẫn là lần đầu tiên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lao về phía truyền tống trận, đánh vào một pháp quyết, kỳ quái là, truyền tống trận chưa có bất cứ phản ứng gì cấm linh tỏa thiên phù sắc mặt dịch hâm trở nên rất khó coi đúng lúc này mật thất chỗ hắn ầm ầm sụp đổ một bàn tay che trời mau lam từ trên trời giáng xuống bổ về phía dịch hâm đồng thời một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo đánh vào đầu phong tỏa đường đi của hắn dịch hâm đang muốn tránh đi một tiếng gõ chiêng vang dội cất lên thân thể của hắn khẽ run chỗ sâu trong thần hồn truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được cảm giác thần hồn như muốn tán loạn lồng ngực của hắn sáng lên một đạo hào quang vàng óng trói mắt một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên bảo vệ toàn thân bàn tay khổng lồ màu lam đánh lên màn hào quang màu vàng truyền ra một tiếng vang trầm lắc lư một cái màn hào quang màu vàng bị bàn tay che trời đánh chúng cũng không ngoại lệ đúng lúc này một mảng hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống bao phủ cơ thể của dịch hâm dịch hâm hét thảm một tiếng cơ thể run lên không gian nổi lên dao động một bàn tay che trời màu lam bỗng dưng hiện lên Mặt ngoài bàn tay che trời có một con kỳ lân cỡ nhỏ, Kỳ lân Diệt Tiên Thủ. Kỳ lân Diệt Tiên Thủ đánh trúng màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng không chịu nổi nữa, tán loạn biến mất. Hét thảm một tiếng, thân thể dịch hâm nổ tung, một đoạn linh trúc lóe ra hào quang vàng óng bóng dưng hiện lên, rõ ràng là bảo vật thế kiếp. Thân là thiếu tộc trưởng Dịch tộc, trên người hắn tự nhiên có bảo vật thế kiếp. Đúng lúc này, mật thất chỗ hắn ầm ầm sụp đổ, một bàn tay khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Dịch hâm đồng thời một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo vỗ thẳng mặt phong tỏa đường đi của hắn dịch hâm đang muốn tránh đi một tiếng gõ chiêng vang dội cất lên thân thể hắn khẽ run ở sâu trong thần hồn truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được cảm giác thần hồn như sắp tán loạn trước ngực hắn sáng lên một đạo hào quang vàng óng trói mắt một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên bảo vệ toàn thân vẫn là bảo vật thế kiếp cao cấp có thể thế kiếp mấy lần chẳng qua hắn vừa thế kiếp một lần cần cách mấy trăm năm sau mới có thể sử dụng bảo vật thế kiếp để thế kiếp lần nữa không gian cách mấy chục dặm sáng lên một đạo hào quang vàng óng hiện ra bóng người dịch hâm lại là một tiếng gõ chiêng vang lên thân thể dịch hâm run lên ngũ quan vặn vẹo cảm giác thần hồn sắp tán loạn chờ hắn phục hồi tinh thần một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo đã đến trước mặt hắn vỗ lên hộ thể linh quang của hắn một tiếng vang trầm qua đi hộ thể linh quang của hắn tan vỡ bị bàn tay khổng lồ màu lam vỗ bay đi một con thần lần cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quầng sáng màu xanh bao phủ, thu vào trong một cái bình ngọc màu xanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng lơ lửng ở trên không thiên ổ đảo, vẻ mặt lạnh lùng. Có Vương Chu hỗ trợ, bọn họ thuận lợi tìm được một chỗ cứ điểm khác của dịch tộc, có hai tu sĩ hợp thể, bọn họ cũng là tín sứ, rất trung thành đối với dịch hâm, thà chết cũng không muốn thần phục. Vương Trường Sinh đành phải hủy diệt thân thể bọn họ, giam cầm tinh hồn bọn họ lại, tránh cho rút dây động rừng.